chúng ta cưới nhau đi hoàng nhìn thảo đang nằm trên giường bệnh rồi nói anh đặt chiếc nhẫn cưới lên chiếc bàn cạnh cô thảo mở to mắt nhìn anh như không tin vào tai mình anh nói thật không thật chúng ta cưới nhau đi thảo vỡ òa hạnh phúc cô đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn màu trắng bạc được đính một viên đá sáng lấp lánh cô nhìn hoàng sung sướng gật đầu cô đã đợi ngày này suốt năm năm trời rồi Hoàng nhìn cô nói tiếp. Đợi em xuất viện, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Cô biết, có lẽ vì mang ơn cô mà Hoàng đã đồng ý lấy cô làm vợ, đáp lại tình cảm đơn phương suốt 5 năm, năm trời của một người con gái. Mẹ cô khi hay tin thì vội chạy đến bệnh viện, nhìn cô gái hạnh phúc ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay thì khẽ thở dài. Con đã nghĩ kỹ chưa? Thằng Hoàng, nó có yêu con đâu mà con cứ phải khổ sở như thế. Trên đời này, thiếu gì người tốt hơn nó cho con chọn. Thảo phụng phịu nhìn mẹ. Mẹ không hiểu đâu, đã yêu thì người mình yêu mới là tốt nhất. Nhưng nó không yêu con. Lấy về, con sẽ là người khổ. Rồi anh ấy sẽ yêu con mẹ. Mẹ xem con gái của mẹ hoàn hảo như thế này. Sống chung một thời gian ai mà chả yêu. Trước đây là do anh ấy chưa nghiêm túc tìm hiểu con thôi. Biết không thể khuyên bảo được đứa con gái cứng đầu nên mẹ của cô chỉ biết thở dài, thầm cầu nguyện cho cô được hạnh phúc như ý. Thảo theo đuổi Hoàng cũng ngót nghét 5 năm, năm trời, cô yêu anh bất chấp mọi thứ, mặc cho người ta bảo cô mù quáng, mặc cho Hoàng chưa một lần đáp lại tình cảm của cô. 5 năm, năm trời, Hoàng đã thay không biết bao nhiêu mối tình nhưng tuyệt nhiên cô là người không bao giờ được đếm xỉa đến thế rồi một buổi tối khi hoàng đã say khướt vì bị người mình yêu bỏ rơi anh điên cuồng đuổi theo chiếc xe chở cô ta ra đường lớn bất chấp tiếng còi xe inh ỏi là thảo đã lao ra để cứu hoàng khỏi bị một chiếc xe ô tô đang chạy tới cô vì anh mà bất chấp mạng sống của mình sau lần đó cũng may là cả hai đều không ảnh hưởng gì đến tính mạng nhưng thảo thì bị gãy chân và phải nằm viện suốt một tháng trời thế rồi đám cưới của họ được diễn ra sau đó ít lâu một đám cưới không có tình yêu trọn vẹn suốt buổi lễ chỉ thấy chú rể trầm mặc không vui như một lẽ thường tình cô yêu anh khắc cốt ghi tâm còn anh thì chưa một lần ngoảnh lại nhìn cô nên cuộc sống sau hôn nhân của họ nhạt nhẽo đến đáng thương anh muốn ngủ riêng anh muốn cô không quấy dày cuộc sống riêng tư của anh thảo chỉ biết im lặng đồng ý nhưng cô vẫn không hối hận cô vẫn tin sẽ có một ngày anh sẽ yêu mình nên ra sức chăm sóc cho anh từng ly từng tí cô cam chịu mà ở cạnh anh từ ngày này qua ngày khác cho đến hôm nay hoàng dẫn một người con gái khác về nhà sáng nay anh bảo có hẹn với bạn bảo thảo cứ đi ngủ trước không phải đợi cửa nhưng đến nửa đêm lại có tiếng gõ cửa gấp gáp. Thảo vùng dậy, xỏ đôi xếp bông ra mở cửa. Cô vui vẻ định chào chồng, nhưng đập vào mắt là một cảnh tượng đáng xấu hổ. Hoàng say khướt, bộ áo vest sộc sạch, trên má vẫn còn những vệt son đỏ ái muội. Anh gục đầu trên vai của một cô gái xinh đẹp. Cô gái mặc chiếc váy lụa màu mận chín xẻ cao, khuôn mặt xinh đẹp cũng đang đỏ ửng lên vì men rượu. Cô gái thấy cửa mở thì tự nhiên dìu Hoàng đi vào, hoàn toàn xem Thảo là không khí. Thảo đứng đó, trong đầu cô chạy nhanh một đoạn băng. Cô gái xinh đẹp đó, không ai khác mà chính là người đã bỏ Hoàng mà đi vào đêm hôm ấy. Cô ấy là người yêu cũ của anh, tên là Ngân. Thảo giận mình khi nghe giọng nói của Ngân. "Thôi nào, anh say lắm rồi đấy, ngoan nào." Thảo cứng nhắc xoay người nhìn hai bọn họ đi vào phòng của anh. Cô tự hỏi tại sao Ngân lại quay về? Tại sao cô ta lại quay về vào lúc này? Tại sao lại quay về để giành lấy hoàng của cô? Như run rẩy đi vào phòng mình, cô hướng đôi mắt u buồn nhìn ra khoảng trời đêm tĩnh mịch. Cô đang tự hỏi mình có nên làm ẩm ý lên không? Chồng cô dẫn người phụ nữ khác về nhà thì đáng lẽ ra cô phải gào khóc phải chửi bới rồi đuổi họ ra khỏi nhà mới đúng chứ. Tại sao cô lại ngồi đây yên lặng đến đáng thương thế này? Có phải cô sợ khi mình làm ẩm ý lên, chồng cô sẽ nổi điên lên mà bỏ cô hay không? Chị Thảo, mau giúp tôi chuẩn bị nước ấm, cả khăn sạch nữa. Từ bên phòng bên, tiếng của Ngân gọi cô vang vọng cả căn nhà. Thảo đang ngồi thẫn thờ, nghe người ta gọi tên thì bất giác giật mình. Cô như một cỗ máy đi vào phòng tắm chuẩn bị nước và khăn rồi mang sang phòng bên. Ngay lập tức đập vào mắt cô là hình ảnh chồng cô đang ôm lấy Ngân. Đôi môi tham lam đang dính chặt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Thấy Thảo bước vào, Ngân khẽ đẩy Hoàng ra. Cô ta ống ẹo nói, kìa, có người vào kìa, anh hư quá đấy. Ngân vừa nói, vừa hướng đôi mắt yêu kiều về phía Thảo đầy nhạo báng, kiêu ngạo. Cô ta nhẹ nhàng cong khóe môi tươi cười với cô. Hoàng chẳng quan tâm đến sự hiện diện của vợ. Anh ta vẫn dướn người hôn lên cần cổ trắng ngần của người tình. Đôi mắt lim dim rồi cất giọng khàn khàn. Em sợ gì chứ? Cứ kệ cô ta. Thảo cúi đầu, cô nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống rồi bảo. Nước ấm, tôi để trên bàn. Cô nở nụ cười nhạt nhẽo rồi quay lưng bước thẳng về phòng tiếng rên rỉ cười nói của hai người đó cũng theo cô về giường nói như những mũi khoan bén nhọn xuyên vào trái tim của thảo cô co mình lại nước mắt vô thức rơi ướt đẫm gối có phải đây chính là quả báo khi cô chen chân vào tình cảm của hai người họ hay không quả báo khi cô biết anh có người mình yêu nhưng vẫn cố chấp đuổi theo Thực ra, khi quá thủy chung với tình yêu lầm lối của mình, người nhận tổn thương hơn cả chính là bản thân cô, nhưng người không thể dứt ra cũng chính là cô, vì vậy, cô vẫn cứ yêu dù nó là đau khổ. Sau ngày hôm đó, Ngân dọn vào ở chung với vợ chồng cô. Chồng cô nói, "Từ giờ, Ngân sẽ sống ở đây. Cô ấy ở một mình không an toàn. Còn nữa, dạo này cô ấy không được khỏe." nên cô nhớ để ý chăm sóc cho ngân hộ tôi." Thảo chết lặng, cô cúi đầu không đáp. Hai người họ cứ như đôi chim cu quấn quýt nhau không rời, còn Thảo giống như một người thừa trong căn nhà của chính mình. Không những vậy, cô còn phải nấu nướng hầu hạ cả ngân, cô sợ làm phật ý trong mình, vậy nên không dám phản kháng. Dạo gần đây, ngân không ăn uống được nhiều, hễ cứ ăn vào là lại nôn thốc nôn tháo. Lúc đầu còn nhẹ, sau lại càng thêm nặng, gần như không thể ăn bất cứ đồ gì. Hoàng thấy vậy, vô cùng tức giận quát Thảo, "Cô nấu nướng cái kiểu gì vậy? Tôi bảo cô chăm sóc cho cổ, nên cô tức giận chứ gì? Cô đã bỏ gì vào đồ ăn hả? Loại đàn bà độc ác." Thảo ngơ ngác khi bị chồng trách mắng. Cô quần quật nấu nướng cho người tình của anh ta đã là chuyện vô cùng khôi hài rồi. Cô ta muốn ăn gì, cô đều đáp ứng. Đồ ăn mà cô ta ăn thì cô và chồng cũng ăn vậy thì cô dám bỏ gì vào bên trong đây bây giờ còn bị chồng chửi mắng vô cớ nữa thì thật còn nực cười hơn thảo nhìn chồng đáp em chẳng cho gì vào bên trong cả anh không thấy là em cũng ăn hay sao em chẳng làm gì sai cả thảo trả lời mà cổ họng nghèn nghẹn chỉ là cô thấy bản thân mình thật đáng thương chịu oan mà không cách nào thanh minh Thảo vừa dứt lời, Ngân đã giơ tay, tát thẳng vào mặt cô, không chút nề hà. Cô ta trợn mắt nhìn cô căm phẫn, rồi như hét vào mặt cô. Từ khi xen vào tình cảm giữa chúng tôi, cô đã sai rồi. Cô là loại tiểu tam, cô biết chưa? Thảo bị đánh bất ngờ, nên loạn trạng lùi về phía sau. Cô đưa tay ôm bên má in hàn năm đầu ngón tay đỏ ửng. Đôi mắt căm phẫn ngước lên nhìn Ngân. Cô nghiến răng, tiến đến thẳng tay tát vào mặt cô ta rồi gằn giọng nếu không phải cô bỏ rơi anh hoàng thì ngày hôm nay tôi có cơ hội xen vào giữa hai người sao loại đàn bà như cô vốn không xứng mãi mãi không xứng ngang hàng với tôi cô nói ai là tiểu tam tôi mới là người được bố mẹ hoàng và cả anh ta mang chầu cao đến xin cưới hỏi đàng hoàng còn cô là gì của anh ta một cái tát mạnh mẽ đáp xuống mặt ngân khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Hoàng Bàng Hoàng nhìn vợ, hắn định đưa tay lên định đánh cô, nhưng nhìn khuôn mặt đầy giận dữ của cô thì đành rút tay về. Hắn vội cúi xuống lo lắng xem người tình đang ngã dưới sàn, thấy đôi mắt long lanh ngấn lệ và dấu vân tay đỏ ửng trên khuôn mặt của cô ta thì tức giận gào lên. Cô mau cút khỏi nhà của tôi. Tôi không đi." Thảo trả lời dứt khoát. Cô siết thật chặt cuộn tay thành nắm đấm, rồi lạnh lùng bước về phòng. Nhưng vừa đi được vài bước thì nghe tiếng hét thất thanh của Ngân. Cô vội vàng quay lại. Trên mặt sàn, một vũng máu đỏ tươi. Mặt Ngân cắt không còn một giọt máu. Cô ta ngất lịm đi. Hoàng vô cùng hốt hoảng. Anh ta vội bế sốc Ngân lên, chạy nhanh ra cửa. Còn không quên nhìn Thảo rồi nói. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cô đừng hòng sống được với tôi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tâm trí của Thảo vô cùng rối loạn. Cô sợ hãi nhìn vũng máu trên sàn. Cô vốn chỉ tắt cô ta một bạt tai, tại sao lại đến mức này? Nếu thực sự ngân xảy ra chuyện gì thì đấy là lỗi của cô sao? Thảo run run ngồi phịch lên ghế. Cô không biết phải làm sao lúc này, cũng chỉ tại cô quá tức giận nên không kiềm chế được mình mới gây ra chuyện này. Cả đêm hôm ấy, Thảo không tài nào ngủ được, Hoàng vẫn chưa về, chốc chốc cô lại mở điện thoại lên xem, lòng nóng như lửa đốt. Mãi đến gần sáng, cô mới thiếp đi được một lúc. Tiếng cửa kẹt mở khiến Thảo giật mình tỉnh giấc. Cô vội chạy ra ngoài, Hoàng nhìn cô, khuôn mặt của anh ta vô cùng mệt mỏi với đôi mắt trũng sâu. Anh ta đi vào phòng, bỏ một ít đồ đạc của Ngân vào một chiếc túi, đợi chồng đi ra. Thảo mới rụt rè hỏi Cô ấy có sao không? Thực lòng tôi không cố ý Không đợi cô nói hết câu Hoàng đã tát cho cô một cái Thảo bàng hoàng nhìn chồng mình Lúc này cả gian phòng chìm trong bầu không khí vô cùng nặng nề Hoàng nhìn cô chằm chằm Ánh mắt hằn lên tia máu Hắn tức giận mà giết nên từng tiếng Cô còn có mặt mũi mà đứng đây hỏi tôi à? Cô xem chuyện hay cô vừa mới làm đi tôi thật không ngờ mình lại mang rắn độc về nhà. Đáng lẽ ra tôi không nên lấy cô, đồ đàn bà như cô thật quá độc ác. Thảo ôm mặt nhìn chồng, cô cắn môi. Tôi đã làm gì mà anh lại đánh tôi? Làm gì à? Cô còn hỏi cô đã làm gì à? Cô hại chết con tôi. Cô làm ngân sảy thai rồi đấy. Đồ độc ác, lòng lang dạ sói nhà cô. Mau cút ra khỏi đây. Đừng để tôi thấy cô. Nếu không tôi sẽ giết cô. Nói xong, anh ta lao vào bóp lấy cổ cô Thảo dãy ruộng không ngừng Mặt cô tím tái Hoàng thấy vậy thì buông cô ra Không quên đạp vào bụng của vợ Thêm mấy cái nữa rồi gằn giọng Chuyện này còn chưa xong đâu Thì ra Ngân đã mang thai Mà không hay biết nhưng lúc biết tin cũng là lúc đứa bé đã chết. Thảo run rẩy nằm đó nhìn theo bóng dáng của chồng. Anh ta đóng sầm cánh cửa lại trước mặt cô nằm trên giường bệnh, bàn tay trắng bạch cổ ngân nắm chặt ga giường, gân xanh hẳn lên trên chán, cô ta nhìn Hoàng nói: Con của chúng ta đã chết như thế nào, em sẽ không quên, vợ anh ấy mà, em sẽ kiện cô ta, vĩnh viễn không để cô ta sống yên ổn. Hoàng nhìn người tình đầy đau khổ, đứa con đầu tiên của hắn chưa kịp chào đời đã bị tước đoạt sự sống, làm sao hắn có thể để yên chuyện này được? Hoàng ôm Ngân vào lòng, khẽ trấn an cô ta. Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ mời luật sư kiện cô ta. Trong căn nhà im lìm không một bóng người, Thảo im lặng ngồi trên giường, đưa mắt nhìn thành phố phía dưới. Những giọt nước mắt mặn chát, chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Nhìn bản thân mình trong gương, cô lại thấy chua chát. Má cô vẫn in hẳn năm ngón tay đỏ lựng cổ vẫn bầm tím vết hằn. Cô tự hỏi mình đang làm gì thế này? Cô nhẫn nhịn chồng mình hết lần này đến lần khác để nhận lại điều gì đây? Cô cười đắng ngắt là anh ta ép cô thành người xấu. Vốn dĩ, việc người tình của anh ta xảy thai là việc ngoài ý muốn. Nếu sớm biết cô ta có thai, cô sẽ không làm như vậy. Hơn cả điều khiến cô thấy nực cười chính là bản thân chồng mình. Anh ta biết đây không phải lỗi của cô nhưng vẫn ra tay đánh đập, đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Thảo. Là Hoàng gọi cô. Cô sợ hãi nhấc máy, tiếng của Hoàng bên kia vang lên. "Cô chuẩn bị hầu tòa đi. Tôi đã liên hệ với luật sư rồi. Cô sẽ phải đền tội, đồ rắn độc." Cô không ngờ anh ta lại làm đến mức này, cô nghiến răng, cố gắng ép mình cứng rắn mà đáp. Nếu như đó là điều anh muốn, tôi sẽ chờ. Nói rồi, cô cắt ngang cuộc nói chuyện. Chỉ đến khi đã tắt điện thoại, cô mới sợ hãi cuộn người lại mà khóc. Cô không biết phải làm gì lúc này. Nếu cứ yếu đuối như vậy, thì chẳng mấy chốc cô sẽ bị người mà mình gọi là chồng tống vào tù. Ba năm là vợ chồng, vậy mà đối với anh ta, cô chỉ như kẻ thù. Đối với người như vậy mà cô vẫn yêu thì thật là ngu ngốc. Cô phải đứng dậy để tự bảo vệ chính mình. Nghĩ đến đây, Thảo vùng dậy, cô lau nước mắt. Có lẽ đã đến lúc cô phải tìm gặp một người. Trong một tòa văn phòng cao cấp với những hàng ghế chờ màu xanh nhạt, Thảo đứng đối diện với một nhân viên lễ tân. Cô nói chậm rãi, "Tôi muốn gặp luật sư Đạt." Nhân viên lễ tân nhìn cô rồi mỉm cười lịch sự. Dạ, nhưng hiện giờ luật sư Đạt đang có một cuộc họp. Cô có thể hẹn gặp lần sau không? Bao giờ cuộc họp kết thúc? Khoảng 4 giờ chiều thưa cô. Thảo nhìn đồng hồ trên tay, mới có hơn 1 giờ chiều. Cô khẽ thở dài, nói với cô thư ký. Tôi ra ghế đợi. Bao giờ luật sư Đạt họp xong, hãy bảo có tôi đến tìm. Vâng. Thảo ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, kiên nhẫn chờ đợi cô nhân viên lễ tân nhìn cô rồi rảo bước đi vào trong trong một căn phòng rộng lớn được sơn màu xám nhạt đồ dùng được bố trí ngăn nắp với những kệ sách san sát nhau trên bàn làm việc tài liệu được sắp xếp gọn gàng đạt đang chăm chú xem xét một vụ kiện tụng nào đó cô lễ tân bước vào nhẹ giọng nói luật sư đạt tôi đã làm theo lời anh dặn ừ nhưng cô ấy vẫn muốn đợi cứ để cô ta đợi Đạt cười nhạt rồi lại tiếp tục đọc tài liệu. Một lúc sau, anh bỗng ngẩng đầu lên, nói Cô làm cho cô ấy một ly nước cam. Có bánh ngọt trong tủ của tôi, đem cho cô ấy. Vâng. Cô Lễ Tân vừa quay đi, Đạt đã ngả người ra sau ghế. Mắt anh nhắm lại, trí nhớ quay về nhiều năm trước đây, khi anh chỉ mới là một cậu học sinh lớp 12. Lúc đó, anh và Thảo vẫn là đôi bạn hàng xóm cô ít hơn anh một tuổi cả hai học cùng trường cấp ba trong dãy hành lang rộng của lớp học tiếng ve trên những tán phượng đã bắt đầu kêu dâm gian thảo nheo nheo mắt nhìn lên những đám mây trắng xốp trên bầu trời rồi quay lại nhìn anh hỏi sau này anh muốn làm luật sư thật sao đạt đang chăm chú đọc tài liệu nghe cô bạn hỏi thì ngẩng mặt lên bắt gặp đôi mắt tò mò của thảo anh cười hiền rồi với tay xoa đầu cô, ừ, không phải em cũng thích nó sao? Anh sẽ học trước, sau này sẽ chỉ cho em. Mặt Thảo bỗng buồn thiêu sau khi nghe câu trả lời của đạt, cô cúi gằm xuống một hồi lâu, rồi lại coi như chưa có chuyện gì. Cô ngẩng đầu lên mỉm cười thật tươi nhìn anh. chắc em học cái khác anh ạ. đạt nghiêng đầu nhìn cô rồi hỏi, là vì cậu ta? Thảo ấp úng gật đầu. Anh biết rồi à? Anh ấy không thích con gái làm bên luật. Anh bảo khô khan và cứng nhắc. Đạt lặng im nhìn người con gái trước mặt, lòng quặn thắt. Cô vì anh ta mà từ bỏ cả ước mơ của mình. Anh thật ghen tị với người con trai đó. Thảo nhìn anh mỉm cười. À, sau này nhất định anh phải làm luật sư cho em đấy luật sư giúp em ly hôn đạt nhàn nhạt đáp câu nói của anh làm thảo tức đến tím mặt cô chẳng buồn nói chuyện với anh nữa mà bỏ đi chỗ khác thế rồi thời gian thấm thoát trôi qua anh đậu vào trường đại học luật mơ ước thời gian anh về thăm nhà cũng không được nhiều cô cũng vào một ngôi trường khác không lâu sau đó khoảng cách giữa hai người lại càng xa nhau hơn thế nhưng không có ngày nào mà anh không nhớ về cô mỗi tối anh đều lấy hình của cô ra xem ngày cô kết hôn cũng là lúc anh thật sự buông bỏ anh cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa những tấm hình được cất thật sâu dưới đáy tủ thời gian qua đi cứ ngỡ trái tim anh đã nguội lạnh chỉ là không ngờ gặp lại rồi mới biết là do bản thân anh cố ép mình quên cô thật sự sâu thẳm trong trái tim vẫn luôn có một khoảng trống chờ đợi được lấp đầy. Thảo sốt ruột nhìn đồng hồ hỏi lễ tân. Bây giờ đã là bốn rưỡi rồi, sao luật sư Đạt vẫn chưa họp xong vậy? Đợi suốt ba tiếng rưỡi, người cô đã mỏi như cả rồi. Lễ Tân nghe cô hỏi thì nhẹ nhàng giải thích. Xin lỗi cô, lúc nãy luật sư Đạt có nhắn tin là phải đi ăn cùng với khách hàng, nên chắc sẽ về muộn luật sư đạt còn nói nếu cô không chờ được thì có thể về trước cô có biết mấy giờ anh ta về không dạ cái này tôi không chắc ạ à, nhưng thường là sẽ về muộn thảo khẽ thở dài cô cầm túi sách đứng dậy đầy thất vọng ừm mai tôi sẽ lại tới vâng chào cô cô không biết rằng sau cửa kính có một người đàn ông đứng đó dõi theo cô Đạt nhìn theo bóng lưng quen thuộc đó khẽ lẩm bẩm, "Em vẫn thế, vẫn chẳng thể nào chờ anh thêm một lát." Nói xong, anh lặng yên nhìn cô đi khuất rồi khẽ thở dài quay đi. Thảo đi dọc con phố được bao phủ bởi hai hàng cây dài chạy dọc tít tắp. Cô cứ vậy mà bước từng bước chân mệt mỏi trên đường. Hình như cũng lâu rồi cô không đi trên con đường này và cũng rất lâu rồi cô không về thăm bố mẹ mình thì phải. Cô đúng là người con bất hiếu. Ngay từ đầu cô nên nghe theo lời bố mẹ, không nên mù quáng trong tình yêu, để bây giờ lãnh hậu quả thật đau đớn. Nếu bây giờ họ biết con gái mình ra nông nỗi như thế này, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Cô về đến nhà cũng đã là 8 giờ tối, vừa bước vào cửa đã thấy đồ đạc của mình bị vứt thành đống trong phòng khách. Tiếp đó là tiếng nói đầy mỉa mai của Ngân cô về rồi sao mau mang đồ của cô cút khỏi đây thảo nhìn đồ đạc của mình bị vứt lăn lóc thì khó chịu lắm vốn dĩ cô cũng không khó để đoán ra mục đích của cô ta chỉ là không nghĩ cô ta lại có thể trắng trợn đến vậy cô cau mày hỏi cô làm cái gì thế này ngân cười lạnh cô ta nhìn cô với ánh mắt khinh thường còn gì nữa mắt cô đâu có mù đem đồ đạc của cô biến khỏi căn nhà này đi nhìn thấy cô là tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi hoàng đứng một bên cô ta nhìn vợ mình với ánh mắt đầy chán ghét anh ta ném vào mặt cô tờ giấy đã có chữ ký của mình đây là đơn ly hôn cô mau ký vào đây rồi rời khỏi căn nhà này tôi không muốn thấy cô thêm một giây phút nào nữa thảo nghiến răng nhìn thẳng vào mắt anh ta mà đáp đây là nhà của tôi anh không có quyền đuổi người phải đi khỏi đây là cô ta mới phải. Ngân tức đến dậm chân, cô ta hét lên. Nếu cô không đi, tôi sẽ kiện cô ra tòa, tội cố ý gây thương tích. Nên nhớ, cô là người làm tôi xảy thai đấy. Thảo không thèm nhìn cô ta mà thong thả đi vào nhà. Cô ngồi lên ghế sofa rồi từ tốn đáp. Vậy thì trước tiên, tôi phải kiện cô, tội danh xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi. Trên giấy tờ, tôi vẫn là vợ của anh Hoàng. Anh ta ngoại tình với cô, tôi chưa kiện hai người thì thôi. Cô lấy tư cách gì mà kiện tôi? Ngân tức đến tím mặt, cô ta lao đến định đánh Thảo thì đã bị cô nhanh tay nắm lấy cổ tay đẩy ra. Cô ta tức điên nhìn Hoàng rồi gào lên. Anh nhìn xem cô ta còn định đánh em này, anh còn đứng đó trơ mắt mà nhìn à? Hoàng nghiến răng nói. Em về phòng ngủ trước đi, mới ra viện nên cẩn thận sức khỏe. Còn cô ta cứ để đấy cho anh. Ngân đành hậm hực bỏ về phòng. Cô ta còn không quên lườm thảo đầy căm phẫn. Hoàng lạnh nhạt ngồi xuống trước mặt vợ. Anh ta đẩy đơn ly hôn về trước mặt cô. Cô mau ký đi. Tôi nói rồi, tôi không ký. Thấy thái độ của Thảo, anh ta liền cảm thấy vô cùng tức giận, nghiến răng nói. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với cô. Anh định đánh tôi chắc. Hoàng trồm người lên, anh ta tóm chặt lấy tay cô, nhét chiếc bút bi, ép cô ký bằng được thì thôi. Thảo vùng vẫy, bàn tay bị anh ta bóp đến đỏ lựng, nhưng cô nhất quyết không chịu ký vào giấy ly hôn. Anh có làm cái gì, tôi cũng không ký. Còn khốn này. Thấy không thể ép được cô, Hoàng tức giận, giơ tay lên tát cô nhưng bàn tay vừa giơ lên không trung thì bị ai đó chặn lại một giọng nói trầm trầm cất lên tôi là luật sư riêng của cô thảo thân chủ của tôi có thể kiện anh tội cố ý gây thương tích là luật sư đạt anh cười nhạt rồi đẩy hoàng ra đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn anh ta một lượt rồi lại nhìn xuống tờ giấy ly hôn đã hơi nhàu nhĩ đạt cúi xuống cầm tờ đơn ly hôn lên đọc qua một lượt rồi cười nói anh đang ép thân chủ của tôi ký vào giấy ly hôn sao hoàng nhìn đạt đầy tức giận ánh mắt nổi lên những tia máu đỏ rực là cô ta ép tôi sao tôi lại thấy điều ngược lại nhỉ thân chủ tôi có thể khiến anh ngồi tù vì vậy xin anh biết trường mực nói rồi đạt nắm lấy bàn tay đang sưng đỏ của thảo nhìn đầy xót xa anh cố ép mình không lao đến đấm cho tên đàn ông vũ phu kia một trận anh kéo cô ra khỏi căn nhà đó thật không ngờ xa anh rồi cuộc sống của cô lại thành ra như vậy thì ra đây là cuộc sống cô hằng mơ ước sao cuối cùng anh cũng đến em cứ nghĩ anh không muốn gặp lại em nữa sao em lại nghĩ thế đạt vừa đáp vừa nhìn bàn tay bị thương của cô mà lòng quặn lại anh nhẹ nhàng lấy ra một chai dầu rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho cô thảo khẽ rên lên vị đau anh cười bảo: "Em cũng biết đau cơ à? Lúc nãy anh thấy em mạnh mẽ lắm cơ mà." Anh đang cười nhạo em đúng không? Thảo dựa người vào thành ghế, cả cơ thể mệt mỏi không còn sức cựa mình. Cô vốn đâu có mạnh mẽ, vẻ mạnh mẽ cô trưng ra họ xem đều là giả tạo. Con người cô từ trước giờ luôn mềm yếu, khi chịu quá nhiều vết thương chồng chất lên nhau thì phải vùng lên thôi. Trái tim cô đau buốt đến mức không thở nổi. Cô nhìn ra cửa xe, nước mắt lại vô thức rơi xuống. Đạt im lặng mà lái xe, anh không muốn làm phiền cô, càng không muốn cô thêm ưu sầu. Chỉ là anh thấy người đàn ông năm xưa cô chọn thật đê hèn, hắn ta không xứng có được tình yêu của cô. Cái gì anh cũng hơn hắn, nhưng lại thua hắn thảm bại khi không phải người cô chọn. Xe dừng lại trước một căn nhà lớn đạt nhẹ giọng bảo xuống xe đi đây là đâu nhà tôi đạt mở cửa xe cho cô thấy cô vẫn ngồi thần người không chịu xuống anh nhếch môi cười nói bằng giọng diễu cợt yên tâm nhà tôi không giống nhà em an toàn lắm một câu nói mà chất chứa bao hàm ý là anh đang mỉa mai cô sao đạt vẫn như vậy những câu nói của anh đều lãnh đạm và đầy gai nhọn khiến người nghe phải cau mày khó chịu vào trong nhà thảo ngồi trên sofa nhìn xung quanh một lượt căn nhà rộng vừa đủ cho một người độc thân rất thoải mái lại ấm áp mọi thứ được bố trí rất hợp lý gọn gàng không bừa bộn như cô vẫn nghĩ những bức tranh phong cảnh được trưng bày rất nhiều trong nhà đạt nhìn cô nói nhanh phòng ngủ ở trên tầng vậy anh ngủ đâu chỗ em đang ngồi đấy thế sao được nếu không thì sao em cho tôi ngủ chung hả thảo không biết đáp như thế nào ánh mắt bối rối của cô dừng lại trước nụ cười thờ ơ của đạt anh nhìn cô rồi chậm rãi đi xuống bếp vài phút sau anh mang lên cho cô một ly sữa nóng dáng vẻ ưu nhã điềm đạm vô cùng uống đi rồi đi ngủ anh ngồi đối diện cô cầm tờ báo cùng tách cà phê nghi ngút khói của mình, vừa đọc lại thỉnh thoảng nhấp vài ngụm, dáng vẻ vô cùng thư thái, Thảo ngạc nhiên hỏi: "Anh không định ngủ sao? Cà phê sẽ khiến anh mất ngủ đấy." "Không sao, tôi quen rồi. Em có muốn uống một ly không?" "À, không cần đâu. Tôi không uống được cà phê." "Chuyện cô không uống được cà phê thì anh biết chứ, làm sao anh quên được. Ngày trước" khi anh ôn thi mỗi tối sẽ uống cà phê để thức học bài lần đó thảo qua chơi tò mò đã xin anh uống thử kết quả là cả đêm hôm ấy cô mất ngủ sáng hôm sau anh qua gọi cô đi học thì phát hiện cô như người mất hồn với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc từ đó về sau không bao giờ cô dám động vào thứ nước uống thơm nồng đậm vị này nữa thảo ngồi yên lặng nhìn anh chăm chú đọc báo một lúc lâu sau cô lấy hết can đảm cất lời để phá tan bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng này anh đạt này anh không có gì muốn hỏi em sao đi ngủ đi thảo hơi bất ngờ với câu trả lời của anh anh trả lời lạnh lùng cũng chẳng buồn ngước mặt lên nhìn cô từ bao giờ anh lại lãnh đạm với cô như thế này anh chàng hàng xóm lúc trước của cô đã không còn nữa rồi anh bây giờ quá xa lạ khiến cô cảm giác thực không thoải mái tươi cười với anh thảo mím môi cô đặt cốc sữa xuống bàn bối rối vuốt mái tóc hơi rối của mình đạt hé mắt nhìn cô anh thở dài rồi đặt tờ báo xuống để tôi dẫn em vào phòng nói xong anh đứng dậy dáng người cao rong ròng nhưng vững chãi vô cùng thảo đi theo anh căn phòng ngủ được bố trí đơn giản với chiếc giường ngủ màu be nhạt êm ái, "Ngủ đi, tôi sẽ ngồi đây, chờ lúc nào em ngủ mới rời đi." Nói xong, anh ngồi xuống chiếc ghế da của mình, thoải mái nhìn cô. Anh biết cô nếu lại chỗ ngủ sẽ cảm thấy sợ hãi mà không ngủ được. Thảo mỉm cười gật đầu, cô cởi áo khoác rồi thoải mái nằm lên giường, chiếc chăn nhẹ nhàng phủ lên người. Mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt len vào mũi cô, dễ chịu vô cùng. Những mệt mỏi của ngày hôm nay dường như biến mất. Cảm giác ấm áp thân thuộc này lâu rồi cô đã không còn nữa. Cô tưởng tượng như mình quay về hồi nhỏ. Những ngày hè sẽ trốn ngủ trưa, chạy qua nhà của Đạt, lấy một quyển truyện tranh rồi leo tót lên giường của anh, thoải mái đọc đến khi ngủ thiếp đi. Mùi gỗ tuyết tùng cùng mùi thơm của nắng hè vấn vương ấm áp nơi đầu mũi. Đạt sẽ ngồi bên cạnh trên chiếc bàn học bằng gỗ với từng chồng sách vở chất cao. Anh vừa làm bài tập, thi thoảng lại quay lại xem Thảo đang làm gì. Lâu lâu anh sẽ nhắc. Em làm hết bài tập hè chưa đấy? Đừng làm bánh rơi ra giường của anh. Căn phòng của khu chung cư cũ khi ấy, Thảo có một chiếc quạt nhỏ. Anh sẽ nhường cho cô còn mình thì mồ hôi nhễ nhại. Đợi Thảo ngủ say, đạt đứng dậy, anh tiến lại gần chỗ cô, bàn tay to lớn của anh khẽ vuốt những sợi tóc mai lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp của cô, anh lẩm bẩm. Sao em vẫn chẳng biết tự chăm sóc mình một chút nào vậy? Nói xong, anh xoay người rời đi. Sáng hôm sau, Thảo đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại. Cô lười biếng nhấc máy đầu dưới bên kia là ngân giọng cô ta ra lệnh gặp nhau đi chuyện giữa tôi và cô cần được nói cho rõ ràng với nhau thảo không hiểu giữa cô ta và mình thì có gì cần phải nói rõ ràng nhưng cô vẫn muốn biết cô ta định giờ cho gì với mình nên đồng ý được cô muốn gặp ở đâu tôi sẽ gửi địa chỉ sau nói xong cô ta liền cúp máy ngân đặt một phòng ăn khá rộng rãi cách bố trí hơi hướng phong cách châu âu giữa căn phòng kê một bộ sofa lớn và một chiếc bàn vừa vặn cô ta ngồi trên sofa nở nụ cười vô cùng nham hiểm những ngón tay thon thả cầm ly rượu vang đỏ khẽ đưa qua đưa lại nước trong ly sóng sánh tạo thành những con sóng va vào thành thủy tinh trông thật thanh nhã hôm nay em định cho anh món gì đây từ đằng sau cô ta một người đàn ông to với chiếc đầu hói và cái bụng lớn ục ịch mỡ chỉ khoác trên mình chiếc khăn tắm hững hờ ngang hông ngấn mỡ lúc lắc theo từng bước đi hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của ngân đôi mắt tham lam dán chặt vào bộ ngực ẩn hiện sau lớp váy mỏng ngân hơi khó chịu nhưng cô ta vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười giám đốc lưu anh làm gì mà phải nôn nóng như thế chờ đợi lúc nào cũng thú vị hơn mà đúng không? Ngân vừa nói, vừa khéo léo thoát khỏi vòng tay của gã. Cơ thể đầy mỡ của lão già này khiến cô ta buồn nôn. Cô ta đon đả, rót một ly rượu đưa cho gã. Mời anh. Có mồi nhắm, át hẳn cần thêm rượu. Mồi nào ngon bằng em chứ? Gã cười dâm đãng đưa bàn tay to béo lên vuốt má cô ả. À. Từ tận đáy lòng, cô ta trào lên một cảm giác kê tởm nếu không phải gã có thể lợi dụng thì cũng đừng mơ cô ta sẽ để cho lão chạm một ngón tay vào người mình nhìn đồng hồ trên tường ngân vội nhắc lão giám đốc sắp đến giờ rồi người cũng sắp đến anh mau vào trong đi lão già nghe vậy vội lật đật trốn vào sau bức màn mỏng phía trong ở dưới sảnh nhà hàng thảo đã đến vừa thấy cô quản lý nhà hàng đã vội chạy ra đón cô mỉm cười hỏi Cô ta đặt phòng bao nhiêu? Dạ là căn phòng lớn trên tầng 2. Thảo cười đầy khinh bỉ. Cô phải công nhận Ngân rất cao tay. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Cô ta đã dày công lên kế hoạch từng bước một. Nhưng xui thế nào lại chọn chúng nhà hàng này. Thật đáng tiếc cho cô ta. Vì điều này đã giúp cô dễ dàng lật đổ ván cờ. Cô ta muốn chơi thì cô đâu thể từ chối. Hùa theo cũng là một cách khiến đối phương không kịp trở tay thảo vừa đi vừa hỏi quản lý ừ um, những thứ tôi bảo cậu đã chuẩn bị chưa tất cả đều đã chuẩn bị rồi thưa cô tốt nhưng làm vậy có phải hơi quá đáng không thảo thấy quản lý tỏ vẻ thương hại như vậy thì lại như nghe được chuyện rất đáng buồn cười cô quay người lại nói với anh ta bản chất của cô ta vốn đã như vậy rồi sẽ chẳng có gì là quá đáng cả nếu tôi không làm thế thì người bị hại sẽ là tôi cậu nghĩ sao vâng thảo điềm đạm tiến đến căn phòng kia cô liếc thấy căn phòng được đặt đã mở cửa chờ sẵn liền không do dự mà đi vào thấy ngân đã ngồi đấy cô bước tới ngồi vào chiếc ghế đối diện cô ta không quên khép hờ cánh cửa phòng lại vừa thấy cô ngân đã giở giọng châm chọc cô cũng đúng giờ quá nhỉ thảo không đáp cô ung dung lật thực đơn đồ uống không buồn liếc nhìn Ngân đang ngồi trước mặt. Cho tôi một rượu vang. Cô nói với người phục vụ đứng bên cạnh, xong xuôi mới từ từ ngẩng đầu lên cười nhẹ. Hôm nay hẹn tôi ra đây là có chuyện gì đây? Ngân ngồi vắt chéo chân, cười giả lạ nhìn cô. Cô ta lắc nhẹ lư rượu vang trên tay, mắt hơi nhíu lại nhìn cô. Cũng lâu rồi tôi với chị không ăn cùng với nhau. Hôm nay muốn mời chị ăn cơm thôi, có gì đâu? Thật sao? Cô nói mà làm tôi phải hoài nghi đấy. Thảo nở một nụ cười chế nhạo, cái gì mà lâu rồi chưa cùng ăn bữa cơm, từ khi nào cô ta lại tốt bụng đến như vậy? Làm bộ làm tịch cũng cần làm cho giống mới khiến người ta không nhìn ra mục đích thật sự của bản thân. Thảo chậm chậm chỉnh lại tóc rồi thong thả nói tiếp, hay cô lại có ý đồ gì khác? thấy Thảo như sắp nói trúng tim đen của mình, cô ta vội tức giận để lấp liếm. Chị nói vậy là sao? Tôi chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng, chị đừng tỏ thái độ ở đây. Vậy sao? Tôi từ lúc nãy đến giờ vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng. Hình như chỉ có mỗi cô là đang căng thẳng thôi đấy. Nghe Thảo nói xong, cô ta thoáng giật mình, vội ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười giả tạo. Ồ, chắc là tôi hơi nhạy cảm, Vừa lúc đó, phục vụ mang nước cho Thảo vào, cùng với một xe đầy thức ăn. Thảo hơi nhíu mày, như nhớ ra điều gì, liền nói với phục vụ: "Lấy cho tôi hai ly nước cam, rượu mang đổ giúp tôi." "Vâng." Nhân viên phục vụ bày sẵn đồ ăn đã gọi lên bàn, rồi đi lấy cho cô đồ uống liền. Thảo quay sang nói với ngân: "Uống rượu nhiều không tốt, cô lại mới xuất viện, tôi gọi cho cô ly nước cam." Ngân hơi bất ngờ khi thấy Thảo quan tâm tới cô ta như vậy. Cô ta cười khẩy trong lòng. Xem ra Thảo vẫn là đứa con gái ngu ngốc, dễ bị bắt nạt. Dù cho cô ta có dẫm cô dưới chân bao nhiêu lần thì cô vẫn chấp nhận phục tùng cô ta. Sau khi đồ ăn và đồ uống đã bày biện xong xuôi, bấy giờ Ngân mới lộ rõ mục đích của ả. À. Cô ta lấy trong túi sách ra một tờ giấy đẩy đến trước mặt Thảo rồi nói đây là đơn ly hôn hoàng đã ký rồi chị cũng mau ký đi dù chị có làm gì thì anh ấy cũng không yêu chị cớ gì cứ phải đeo bám không buông làm người cũng nên giữ cho mình chút điêm sỉ thảo uống một ngụm nước cam cô cầm tờ giấy lên nhìn một hồi rồi lại đặt xuống cô mời tôi đến đây không phải để ăn cơm sao những chuyện này để sao hãng nói ngân cười cười cô ta cầm cốc nước lên uống một hơi hết phân nửa cô ta uống xong thì ngả người ra phía sau lớn giọng nói vốn dĩ cũng biết mục đích của tôi rồi chị mau ký đi mặt dày cũng không giúp ích gì được đâu thảo im lặng không đáp cô điềm nhiên cắt một miếng bít tết cho vào miệng lại thong thả uống thêm một ngụm nước cam thấy cô như vậy ngân tỏ vẻ mất kiên nhẫn cô ta đập bàn hét lớn Chị không chịu ký Hôm nay cũng không thể rời khỏi đây Thức ăn sớm đã có người bỏ thuốc Nếu chị ký tôi còn xem xét giúp chị Nếu không thì đừng có trách tôi là ác Nói xong Cô ta nhàn nhã Mà cầm ly nước lên uống Vô cùng khoái chí Nhưng khác với mong đợi của cô ta Thảo không hề sợ hãi Cũng chẳng hề ngạc nhiên Cô vẫn điềm đạm lấy khăn lau miệng rồi đáp Tôi không ngờ Cô thâm độc như thế, mà cũng có lúc ngốc nghếch như thế này đấy. Giám đốc Lưu là loại người gì chắc cô cũng biết. Hắn căn bản không thiếu tiền, càng không thiếu đàn bà đẹp bên cạnh. Tuy nhiên, cô biết hắn thích cô nên mới lợi dụng hắn để hạ nhục tôi. Như hắn căn bản là chỉ muốn mình cô thôi. Tôi chỉ cần giúp hắn sớm có được cô thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Với lại, cô cũng thật sự sơ suất khi chọn nơi này bởi chủ của cửa hàng này là bạn của tôi. Cô nghĩ sao về ly nước cam lúc nãy? Trước sự thản nhiên của cô, Ngân cảnh giác mà nhìn lại cốc nước vừa uống, rồi bàng hoàng đứng phát dậy, chỉ tay vào mặt cô. Chị! Thảo liền đứng dậy, ánh mắt đầy sự kinh tởm và diễu cợt nhìn thẳng vào cô ta. Cô đừng tưởng những việc cô làm thì người khác không biết. Cô làm được, đương nhiên tôi cũng vậy coi như tôi giúp cô lộ bản chất thật của mình. Vui vẻ xong, chắc cô cũng chẳng còn sức mà bước ra khỏi đây đâu. Tôi sẽ gọi chồng tôi đến đưa cô về. Anh ta cũng nên thấy những trò vui này. À mà từ giờ, chắc tôi phải gọi anh ta là chồng cũ mới phải. Nói rồi, Thảo cầm bút ký và tờ giấy trên bàn, nhanh chóng bỏ đi. Trước khi đi, còn tốt bụng giúp cô ta đóng kín cửa lại. Đồ rắn độc, cô đứng lại cho tôi! tiếng gào thét của Ngân bị căn phòng nuốt chừng. Cô ta tức đến tím mặt, dậm chân thình thịch rồi ngã ra sofa. Mắt cô ta hoa lên, cả người như bị lửa đốt. Cô ta hét lên, nóng quá, ai đó giúp tôi với, nóng quá. Cô ta run rẩy với lấy điện thoại để cầu cứu Hoàng. Nhưng chưa kịp lấy đã bị một đôi chân to béo đá văng. Một giọng nói eo éo cất lên có tôi ở đây, em quên rồi sao? Để tôi giúp em. Từ đằng sau, bàn tay to lớn của lão già Lưu đã sớm ôm chặt cô ta vào trong lòng. Ngân quay người, nhìn gã với đôi mắt đỏ ngầu, đầy sợ hãi. Không cần phiền anh, buông tôi ra. Cô ta phản kháng yếu ớt vì đã uống thuốc nên cơ thể mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào cả. Cả người rũ rượi dựa vào người gã lão béo thấy vậy thì sung sướng vô cùng lão rít lên thích thú em sẽ là của tôi cô ta đã không nói dối tôi gã nhìn ngân đôi mắt đục ngầu không rời thân hình mềm mại quyến rũ gã cười dâm đãng kéo tay cô về phía giường dùng thân hình béo tốt của mình đè cô dưới thân chiếc váy cô mặc trên người nhanh chóng bị cởi bỏ anh sẽ khiến em thoải mái, đừng cố phản kháng, nếu không sẽ không vui đâu. Ngân hét lên yếu ớt, không được, tránh xa tôi ra. Cô ta sợ Hoàng sẽ đến bất cứ lúc nào, chắc chắn Thảo đã gọi cho anh. Nếu để anh thấy cảnh này, chắc chắn cô sẽ không thể nào sống nổi. Công sức bấy lâu nay cũng đổ sông đổ bể. Ngày xưa, vì mê tiền mà cô ta đã bỏ rơi Hoàng. Sau này, sau khi bị đá không thương tiếc, cô ta đã phải quay về dùng hết mọi mánh khóe mới lại khiến anh ta yêu cô điên cuồng, khiến anh ta vì cô mà ruồng bỏ vợ mình. Lý trí bảo cô ta phải thoát ra ngoài. Tên giám đốc nhìn thân hình trần trụi vô cùng nột nà của Ngân, khẽ liếm môi thèm thuồng, lão lao vào cô ta như thú đói mồi. Tiếng rên rỉ làm người ta phải đỏ mặt. Ngân dù muốn phản kháng cũng không thể chống lại sức lực của gã. Hơn hết, trong người ả à đang có thuốc, đầu óc cũng vì dục vọng mà trở nên mụ mị. Nhiệt độ căn phòng càng ngày càng nóng lên. Cuộc mây mưa diễn ra triền miên, dây dưa mãi không dứt. Thật không ngờ, dục vọng lại có thể khiến con người trở nên thấp hèn đến vậy. Tiếng cửa kéo vang lên, từ bên ngoài xuất hiện bóng dáng của người thứ ba. Gần nổi lên cuồn cuộn hắn nắm chặt hai bàn tay. Tờ giấy ly hôn trong tay cũng đã bị vò nát. Hắn tiến lại phía đôi nam nữ đang trần trụi cuốn lấy nhau. Sáng nay, sau khi đọc được tin nhắn của vợ, hắn đã không tin mà lao nhanh đến đây. Thật không ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này. Hoàng phát điên, lao đến tóm lấy vai gã giám đốc, hất cơ thể to béo của gã, ngã vật ra giường. Hắn rít lên thằng khốn, tao giết mày. Những cú đấm mạnh mẽ liên tiếp đáp xuống mặt gã. Bản thân vốn béo tốt là vậy, nhưng không hề biết đánh trả lại Hoàng. Huống hồ, sức lực đều bị cuộc mây mưa vừa rồi rút sạch. Gã chỉ biết vô lực giơ tay lên đỡ mặt. Hoàng dường như không quan tâm đến mọi thứ. Anh giã những cú đấm cật lực vào mặt gã béo. Lão chỉ biết chống đỡ và kêu lên. Cứu tôi với! Đến khi mặt lão be bét máu thì Ngân mới bừng tỉnh, cô ta lao ra ôm lấy tay của Hoàng, "Đừng đánh nữa, sẽ chết người đấy." Ngân sợ hãi khóc lóc vô cùng thảm thiết cầu xin hắn, nhưng nhận lại là cái hất tay lạnh lùng bị hất văng ra, nhưng Ngân lại lao đến giữ lấy tay của Hoàng. Hoàng nhìn cô ta với ánh mắt căm phẫn cực độ. Hắn đưa tay bóp chặt cầm ả, à, gằn lên từng tiếng Tôi thật không ngờ cô lại lăng loàn thế này. Mẹ kiếp, đúng là đồ gái điếm. Hắn không nề hà gì mà buông lời nặng nề, chửi rủa người tình. Cầm của cô ta bị bàn tay hắn bóp đau đến tê dại, không nói được gì, à chỉ biết khóc thê thảm, hướng đôi mắt ướt nhẹp nước mắt nhìn hắn. Cô khôn hồn thì cút khỏi đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nếu để tôi nhìn thấy cô thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Em xin anh, em bị người ta hại, anh phải tin em. Cầm mồm, tận mắt tôi thấy cô dên dỉ quấn lấy ông ta. Ai hại cô? Cút cho xa khỏi mắt tôi. Hoàng trừng mắt nhìn cô ta rồi lạnh lùng bỏ đi. Mất đi đứa con đã đủ đau đớn lắm rồi. Nay đến người hắn yêu nhất cũng phản bội sau lưng hắn. Tại sao cuộc đời lại bạc bẽo với hắn như vậy? Căn phòng trống trải, dưới ngọn đèn trùm vàng nhạt, lại càng đơn độc cô quạnh. Hoàng gào lên như điên dại, hắn hất văng mọi thứ trên bàn, đập phá mọi thứ trong tầm mắt, rồi ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Xung quanh là những mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác. Hắn cười như kẻ điên, không ngừng uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Trong cơn say, bỗng hắn nhớ đến Thảo, khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười của cô đã lâu rồi hắn không còn được nhìn thấy cô đã cạnh hắn suốt bao nhiêu năm không thay lòng đổi dạ ba năm là vợ chồng đã nhiều lần cô ngỏ ý muốn sinh cho hắn một đứa con nhưng hắn đều phớt lờ hai căn phòng chia cách hai vợ chồng ở hai thế giới riêng có vợ nhưng hắn thoải mái phóng túng với những cô gái khác như lúc còn độc thân chỉ khác là khi hắn ốm đau bệnh tật hay khi mệt mỏi say khướt sau những cuộc vui thâu đêm, luôn có một người phụ nữ ở đó cẩn mẫn chăm sóc cho hắn. Bỗng hắn thấy trống trải quá, những ngày cô ốm đau, những ngày cô buồn khổ, hắn đều biết nhưng vẫn hờ hững, lạnh nhạt. Cưới cô về tưởng rằng là trả ơn cô, mà cuối cùng lại chính là đang giày vò cô, khiến nỗi đau chồng chất đau thương. Đến cuối cùng còn lại mình hắn chìm trong màn đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo cửa nhà mở ra khe khẽ hoàng chớp mắt nhìn lên hắn không phải đang mơ đúng không thảo đứng đó nhìn hắn mái tóc dài bay trong gió cô thấy hoàng như người mất hồn ngồi gục dưới sàn nhà trong lòng cũng thấy đau xót thay cho hắn nhưng không thể đến mà đỡ hắn dậy cô với hắn coi như trả hết duyên nợ không ai nợ ai gì nữa cô về đây là để thu dọn đồ đạc cô bước qua hoàng đi về phòng thu dọn đồ đạc còn hắn thì vẫn nhìn cô không chớp mắt giọng hắn khàn đặc đừng đi đừng bỏ anh hắn vùng dậy nắm chặt lấy bàn tay cô nhìn hắn bây giờ thảm hại vô cùng hắn nhìn cô cầu khẩn đáp lại là cái hất tay dứt khoát của thảo tốt nhất cô không nên bi lụy thêm nữa vì người đàn ông này cô đã phải chịu bao ủy khuất bao đau khổ. Hắn nhìn cô chân chối, cô đã không còn là người con gái luôn phục tùng và làm theo mọi yêu cầu của hắn vô điều kiện nữa. Hắn nghiến răng, tóm chặt vai cô, kéo xuống sofa. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt vằn tia máu rồi gầm lên. Cũng tại cô mà tôi không còn gì nữa, cô hại chết con tôi, bây giờ lại hãm hại ngân, loại đàn bà như cô thật dơ bẩn. Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy thế nào là đau khổ thảo trợn tròn hai mắt kinh hoàng nhìn hắn cô dùng sức mà đẩy hắn ra mau thả tôi ra tất cả đều là do anh thả tôi ra tay cô chống lên ngực hắn cơ thể đàn ông đè lên người cô như tảng đá nặng muốn đè bẹp cô hắn cười lên man dại bàn tay to lớn bóp lấy cổ của cô cô nắm lấy tay hắn gào lên anh là tên khốn loại người như anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc Cô biết bản thân không thể chống lại sức lực của hắn, phản kháng trong vô vọng. Hoàng cười gằn, "Có nói gì thì hôm nay tôi cũng sẽ hủy hoại cô." Giọng Hoàng khàn đặc, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm cô, sắc mặt thảo trắng bệch, hai tay cô nắm chặt tấm đệm sofa, tưởng như có thể cào rách lớp vải bên trên, cô khẩn khoản cầu xin, "Xin anh hãy tránh xa tôi ra, chúng ta đã hết rồi, hãy giải thoát cho nhau." Giải thoát à, đâu có dễ thế. Tôi đã mất tất cả, tôi đã bị hủy hoại, cô định sống yên ổn bên gã luật sư của cô sao? Đừng tưởng tôi không biết, cô và hắn ta là thanh mai trúc mã. Hắn vẫn luôn chờ đợi cô, thật cảm động làm sao. Nếu hôm nay tôi hiếp cô rồi cho hắn ta thấy thì sao nhỉ? Hắn ta liệu còn yêu cô nữa không đây? Bỏ tôi ra, tôi hận anh." Tiếng hét nghẹn ngào của Thảo chẳng làm hắn mảy may quan tâm hắn xé tỏa cổ áo của cô, cười lên điên dại. Thảo khóc đến muốn kiệt sức, tay cô bỗng nắm được một chai bia. Không kịp suy nghĩ, cô đập mạnh vào mặt hắn. Hoàng hét lên, hắn đau đớn ôm lấy mặt hơi ngả người. Nhưng rất nhanh, hắn tóm tóc cô ném mạnh xuống sofa, còn khốn. Cái tát đau rát thẳng vào mặt cô khiến khóe miệng tứ máu. Như dã thú, hắn điên cuồng mà bóp lấy mặt cô, không hề thương tiếc xé rách quần áo trên người cô trong lúc hỗn loạn tay cô va vào mảnh thủy tinh dưới mặt sàn máu chảy từng giọt trên sàn nhà cô cầm lấy mảnh thủy tinh kề vào cổ hắn ta nếu anh không dừng lại tôi sẽ giết anh hoàng nhìn cô đầy ngờ vực hắn cười lạnh cô dám giết tôi vậy anh cứ thử đi không có gì là tôi không dám làm đôi mắt căm phẫn của cô và mảnh thủy tinh đang kề vào cổ tạo thành một vết thương dài làm hắn có chút lùi lại thảo vùng dậy cô lao ra khỏi căn nhà không quan tâm lòng bàn chân đã bị bao nhiêu mảnh thủy tinh ghim vào cô vẫn cứ chạy chỉ cần rời khỏi nơi đáng sợ đó cô không cảm thấy đau máu nhỏ theo từng bước chân của cô cô chạy đi trong vô thức từng mảnh thủy tinh sắc nhọn ghim sâu vào lòng bàn chân dị máu không ngừng sắc mặt cô ngày càng nhợt nhạt. Chỉ cần cô xuống được dưới lầu, Đạt đang chờ cô ở dưới đó, anh sẽ cứu cô. Cô lết vào thang máy, bấm nút rồi ngất lịm đi vì đau đớn. Trước khi ngất đi, cô thấy một bóng đen đứng sau cánh cửa thang máy đang dần mở. Khi cô tỉnh lại, cổ họng khô rát, đang chới với tìm nước uống thì một cốc nước ấm đặt ngay cạnh bàn. Thảo vội ngước mặt nhìn lên đạt lạnh nhạt nhìn cô không nói lời nào anh ngồi gọt táo chẳng buồn liếc cô lấy một cái thảo uống nước mà nuốt không thể trôi cô hò sặc sụa thấy vậy anh vội vàng tiến lại vuốt lưng cho cô thoải mái thảo khẽ cười nhìn anh may mà anh tới kịp đạt hừ lạnh một tiếng anh nhìn cô đầy tức giận đương nhiên cô hiểu anh giận cô điều gì nếu như cô không kiên quyết muốn tự lên nhà thu dọn đồ của mình thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Và nếu như anh không sốt ruột mà chạy lên tìm cô, không lo lắng cô xảy ra chuyện, thì có lẽ giờ này cô có chết ở chỗ nào anh cũng không hay biết. Thảo cúi đầu nhỏ nhẹ nói. Em xin lỗi. Thấy cô ấy náy và thành khẩn nhận lỗi như vậy, bấy giờ Đạt mới chịu lên tiếng. Lần sau, em không được làm như thế nữa bản tính cứng đầu mãi không chịu thay đổi cô vội gật đầu lia lịa mỉm cười nhìn anh anh yên tâm đi em sẽ không như thế nữa đâu anh gọt táo xong chưa em muốn ăn một miếng đạt nhẹ nhàng lấy gối kê lưng cho cô dựa vào thành giường rồi anh lại tiếp tục ngồi gọt táo trong lòng cô bỗng dấy lên một câu hỏi nếu như năm xưa cô không mù quáng chọn sai người thì liệu cô có chọn anh không cô đưa mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt nghiêng nghiêng anh tuấn của anh anh là một người đàn ông tốt anh về mọi mặt đều ưu tú lại yêu cô như vậy thì còn cớ gì để cô phải đắn đo đây nhớ năm xưa cô đã từ chối lời yêu của anh để chạy theo tình yêu mù quáng của mình để giờ đây phải ngồi hối hận và tự trách bản thân mình giờ đây người đàn ông hoàn hảo trước mắt này có còn yêu cô nữa hay không hay anh đang chỉ thương hại cô cô cũng có còn xứng đáng với anh nữa không thảo khẽ thở dài chắc là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi đạt đặt miếng táo lên bàn tiện tay cầm một miếng cho vào miệng cô thảo ngoan ngoãn há miệng ăn miếng táo ngon lành cô nói với anh anh không đi làm mà tốn thời gian ở đây làm gì đạt nhìn cô không trả lời lại lấy thêm một miếng táo nữa đưa cho cô chỉ cần vì cô, thời gian có quan trọng như thế nào, anh đều có thể lãng phí. Nhớ lại bộ dạng của cô tối hôm ấy, lòng anh quặn lại. Anh luôn muốn hỏi cô một câu. Thì ra, bao nhiêu năm nay, em từ chối anh để phải luôn sống như vậy sao? Nhưng anh lại không muốn gợi đến nỗi đau của cô, không muốn cô nhớ lại những thương tổn đã trải qua. Thảo lại dục Anh mau đi làm việc của anh đi. Em ở đây còn có y tá mà chuyện của tôi không cần em lo mau khỏe lại là được rồi thảo không nói gì nữa cô lại thấy buồn ngủ nên nằm xuống nhắm mắt lại thảo ngủ rồi đạt mới mang công việc ra làm anh chăm chú xem lại hồ sơ các vụ kiện thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn xem cô ngủ có ngon không thấy cô nằm thật say giấc anh mới an tâm mà làm tiếp công việc của mình nằm trong chăn ấm áp cô cảm thấy xót xa cho anh vì cô mà anh quá mệt mỏi rồi cô thực không đành lòng bất giác cô bột miệng hỏi đạt anh có còn yêu em không bị giọng nói của cô làm cho giật mình anh rời mắt khỏi đống giấy tờ ngước đôi mắt đen tuyền sâu thẳm nhìn cô tiếng của cô lại vang lên nho nhỏ anh có thấy em không xứng với anh không anh mỉm cười đứng dậy bước về phía giường bệnh giọng anh nhẹ nhàng em muốn biết thật sao thảo nhìn anh gật đầu vô cùng dứt khoát trong ánh mắt có chút bối rối xấu hổ đạt đáp chậm rãi tôi vẫn yêu em rất nhiều mấy chữ ngắn gọn mà khiến tim ai đó đập loạn nhịp cô nhìn anh ngơ ngác đôi má đỏ ửng từ bao giờ cô vội chùm chăn kín mít anh mau đi ngủ đi mai còn đi làm cái tính hay số hổ này của cô vẫn vậy đạt mỉm cười ngồi xuống cạnh cô sáng hôm sau vừa mở mắt thảo đã thấy đạt say giấc bên cạnh mình anh ngồi trên ghế đầu ngả trên giường bệnh thảo không nỡ đánh thức anh dậy đành im lặng cho anh ngủ tấm chăn bị anh đè lên nên cô có muốn xuống giường cũng không thể xuống đành nằm im nhìn anh ngủ nhìn gần như thế này Cô mới để ý, sống mũi anh thật cao, lông mi cũng thật dài, có điều khuôn mặt có phần tiểu tụy đi nhiều. Thảo nói với Đạt, muốn được xuất viện, bởi ở đây cô thấy ngột ngạt quá. Anh vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi, hay mình ở thêm ít ngày nữa để bác sĩ theo dõi đã. Em có làm sao đâu mà phải theo dõi, em thấy khỏe lắm rồi. Đạt chỉ biết thở dài, thế mà hôm qua cô còn hứa sẽ thay đổi cái tính cứng đầu của mình. Bác sĩ đến khám lần cuối cho cô, những vết thương ở chân cũng đều đã khá hơn, tuy nhiên cô vẫn chưa thể đi lại bình thường, hiện tại vẫn cần đến xe lăn để di chuyển. Đạt làm thủ tục xuất viện rồi đưa cô về, đồ ở nhà cũ đều đã được anh chuyển hết rồi, chỉ cần cô về ở là được. Anh đẩy cô ra xe, nhưng chưa kịp bế cô lên thì Thảo đã nói Em muốn đi dạo một chút, được không? Được chứ. Đạt cho người chở đồ về nhà, rồi tự mình đẩy xe lăn của cô đi dạo trên phố. Ở bệnh viện mới mấy ngày, cô đã thật nhớ cái khung cảnh bình yên nơi dãy phố này. Mọi thứ đều đẹp đẽ, chan hòa biết bao. Lúc sang đường, cô bỗng nhìn thấy Ngân đang khoác tay giám đốc Lưu, cười nói vô cùng vui vẻ. Cô ta cũng thấy cô nên vội bảo ông ta chờ một lát rồi tiến đến. Cô ta nhìn cô với ánh mắt diễu cợt. Xem ra cô đã tìm được người đàn ông khác rồi nhỉ? Chồng cũ của cô chắc là đang cô đơn lắm. Thảo mỉm cười, cô nhẹ giọng đáp. Sao cô không tự đi hỏi thăm anh ta? Tôi thấy cô với giám đốc Lưu trông rất đẹp đôi. Chúc mừng cô nhé. Cũng nhờ cô mà giờ tôi mới có được một người tình giàu có và nuông chiều mình như vậy còn gã hoàng. Thôi thì nếu cô thích thì hãy nhặt lại mà dùng nhé." Nói xong, cô ta lườm cô một cái rồi ngúng ngoẻ rời đi. Xem ra sau lần ấy, cô ta đã có một cuộc sống mới bên một người đàn ông mới. Làm người quả là khó đoán, thật nhanh đã có thể sánh bên người tình mới rồi. Đạt bỗng lên tiếng. "Lão giám đốc đó nổi tiếng là xấu tính. Người tình của lão sau khi bị đá, thì cũng sẽ bị đòi lại không sót một xu nào, chưa từng có ngoại lệ. Cô ta liệu có sao không? Thảo mỉm cười, điều này cô biết chứ, nhưng đó là do cô ta chọn, cô cũng đâu có thể làm gì khác. Cô ngước mặt lên nhìn những chiếc lá me nhỏ xíu đang rơi, khẽ cảm thán, đẹp quá. Đạt khẽ cười, anh cùng cô nán lại bên đường, ngắm những chiếc lá me bay nhẹ nhẹ trong gió. Thảo kéo tay anh, anh đứng ngược nắng, những tia sáng dịu dàng tỏa dạng hệt như được bàn tay ai đó tô vẽ, tạo nên một bức tranh đẹp động lòng người. Cô nhìn anh thật lâu rồi khẽ lên tiếng. Đưa em đến một nơi nhé. Em muốn đi đâu? Tìm Hoàng. Anh thoáng ngạc nhiên, có vẻ hơi chần chừ nhìn cô, thảo mỉm cười dịu dàng. Em muốn ly hôn đạt mím môi anh nắm lấy bàn tay thon nhỏ của cô rồi nói anh đưa em về nhà chuyện ly hôn để anh lo thảo nhìn anh cô lắc đầu đầy cương quyết mà nói hãy để em tự chấm dứt mối quan hệ này em muốn thẳng thắn đối diện với nó em là người đã bắt đầu hãy để em là người kết thúc đạt nhìn cô anh thực sự lo lắng anh sợ cô sẽ lại rung động như nhiều năm trước đây, sợ cô mãi mãi rời xa không trở về bên anh nữa. Thảo dường như hiểu nỗi canh cánh trong lòng anh, cô nhẹ nhàng cười nói: "Em yêu anh." Đạt đứng đó trong gió thu nhẹ nhẹ, trái tim anh lại lần nữa thổn thức. Câu nói này của cô, cuối cùng anh cũng đã đợi được. Tình cảm của anh cuối cùng cũng được hồi đáp gió xào xạc thổi bay những chiếc lá me vàng đầy sắc nắng cả dãy phố dài không một bóng người chỉ còn lại anh và cô nắng nhạt dài những tia sáng tinh khôi xuống vai họ lá me khe khẽ trao nghiêng trong không gian rồi là là vương trên mái tóc mềm mại tung bay trong gió không gian như bừng nắng dành những thứ đẹp đẽ nhất cho riêng hai người họ thảo nhìn đạt cô vẫy anh lại gần nhẹ nhàng hôn lên má anh Cô ngại ngùng cúi mặt để che đi đôi má đỏ ửng của mình. Lần này, có lẽ cô đã chọn đúng. Trong quán cà phê vắng, Thảo ngồi đối diện Hoàng. "Anh ký đi." Cô để trước mặt hắn đơn ly hôn. Giờ đây, thứ cô muốn duy nhất chính là tự do, chính là một mái ấm nơi cô được yêu thương, được làm những gì mình thích. Ở bên hắn, vốn dĩ thứ hạnh phúc ấy quá xa vời những thứ cô đã từng làm vì hắn coi như cô trả lại tình yêu bấy lâu nay đi đến lúc buông tay được rồi hoàng nhìn cô nở nụ cười nhạt hắn cầm cốc cà phê lên khẽ xoay tròn đôi mắt nhìn chăm chú vào thứ chất lỏng màu nâu sữa nhưng dường như lại hướng đi vô định nếu tôi không ký thì sao anh cũng biết giữa chúng ta vốn không có sự lựa chọn trước đây anh một mực đòi ly hôn với tôi lẽ nào lại thay đổi nhanh đến vậy cô khiến tôi mất mọi thứ vậy cô nói xem tôi có nên để cô toại nguyện không anh đừng trẻ con như vậy nữa anh thừa biết người khiến anh ra như ngày hôm nay vốn không phải là tôi mà là chính bản thân anh anh nghĩ lại xem chính anh là người đã nói muốn cưới tôi chính anh cũng là người dẫn cô ta về nhà chứ không phải là do cô đã tìm được người tốt hơn rồi sao gã luật sư đó của cô trông cũng rất tốt. Không liên quan gì đến anh ấy." Hắn phớt lờ lời nói của cô, đặt cốc cà phê xuống bàn, nói tiếp, "Nếu cho cô chọn lại, cô có chọn tôi không?" "Không." "Đúng vậy, nếu cho tôi chọn lại, tôi cũng không yêu cô. Cô hiểu rồi chứ? Đàn bà ai cũng có cái dã tâm lớn, luôn muốn đạt được điều mình muốn, dù tốt hay xấu đều không màng đến hậu quả. Cô chính là như vậy." Dù biết tôi không yêu cô, nhưng vẫn một mực kết hôn với tôi, đau khổ cũng đều do cô tự chuốc lấy." Thảo nghe những lời hắn nói, bỗng thấy tim mình nhói đau. Hắn nói không hề sai, là cô luôn muốn giành lấy hắn, muốn hắn ở bên cô nên mới có kết cục ngày hôm nay. Đều là năm xưa cô lựa chọn sai người, đặt tình cảm lầm chỗ. Để rồi những năm tháng qua cứ mãi chạy theo thứ tình cảm không bao giờ là của cô và bỏ lỡ một cơ hội trân trọng người thực sự yêu mình hắn cầm bút lên ký vào khoảng trống của mình khẽ cười nhạt rồi đứng dậy rời khỏi dù sao tôi cũng chúc em hạnh phúc xin lỗi vì những gì đã làm với em đó chính là lời nói cuối cùng của hoàng nói với cô thảo nhìn theo bóng lưng hắn khẽ nói cảm ơn anh trong căn nhà ấm áp thảo đang khéo léo cắm mấy lọ hoa tươi đạt bên một cốc sữa nóng ra đặt trên bàn thảo nhìn anh cười âu yếm cảm ơn anh em nhanh uống đi hôm nay em muốn ăn gì để anh nấu nào anh phải hỏi con trai anh chứ con trai làm sao bằng em được chỉ cần em thích là được nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh mà thảo khẽ bật cười anh ngồi xuống bên cạnh xoay người ôm cô vào lòng anh nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đã to lên rất nhiều của cô uống sữa xong anh đưa em đi khám cũng sắp đến ngày sinh rồi cô cậu đạp dữ lắm rồi này vâng chắc đang nóng lòng muốn ra rồi đấy thảo nhìn anh cười híp cả mắt cô cũng đưa tay sờ lên cái bụng nhô cao của mình tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc lắng nghe nhịp tim đập rộn rã trong lồng ngực của anh bình yên cũng thật quá đỗi chân thực Bây giờ, ngôi nhà nhỏ chính là bến đỗ bên cô đến trọn đời, vậy là quá đủ rồi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng câu chuyện hôm nay đã mang lại cho các bạn những giá trị nhân văn sâu sắc, dạy chúng ta những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy cho chúng tôi biết về câu chuyện của bạn và ý kiến của quý thính giả về câu chuyện ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà Chín vừa mới gặt xong mở lúa về, đang tất tả gánh về sân, để mai còn gọi máy đến tuốt thì nghe tiếng gọi. Chị Chín có phải không ạ? À? Bà Chín đặt gánh lúa xuống, nhìn ngang nhìn ngửa thì thấy một cô gái mặc cái áo sơ mi cộc tay màu hồng đang đạp xe tới. Bà Chín nheo mắt nhìn mất một lúc rồi mới ả à lên. Chào cô giáo. Cô giáo độ tuổi hơn 25. Đạp chiếc xe đến gần bà rồi xuống xe cười nói. May quá gặp chị ở đây em đang tính tới nhà bà chín nghe cô giáo định tới nhà thì lo lắm bà hỏi thằng hưng nó lại phá phách cái gì hả cô dạ hưng mấy ngày nay trốn học miết chị ạ à? sắp thi học kỳ rồi em sợ cháu nó không đủ điểm để lên lớp trời trời để tôi về cho nó một trận chị nhớ khuyên bảo cháu nó ạ à, chứ em đã nói hết lời rồi mà cháu có chứng nào tật nấy vâng cô giáo quy yên tâm cảm ơn cô giáo ạ à. cô giáo đã lên xe đi khuất, mà bà Chín vẫn đứng đó nhìn. Nhà bà được một mụn con là thằng Hưng mà nó thì phá phách quá. Ngày nào đi học cô giáo cũng phàn nàn, khi thì trốn học lúc lại được điểm kém. Ông Chín thì bệnh tật, trước ông làm ở lò gạch độc hại cho nên giờ sức khỏe yếu lắm, chỉ quanh quần ở nhà cơm nước rồi chăm đàn gà đàn vịt. Một tay bà cáng đáng chuyện trong nhà ngoài ngõ cho nên không sát sao thằng con được, vậy mới ra cái nông nỗi này. Bà Chín gánh mơ lúa về, cái áo ướt đẫm mồ hôi bà ngồi thở dốc mặt buồn so ông chín đi ra thấy vậy thì hỏi sao đấy mặt mày như đưa đám thế kia bà chín thở dài thằng hưng kéo mà ở lại lớp thôi ông ạ cô giáo vừa gặp tôi xong sao mà ở lại lớp phá quá chứ làm sao ông chín nghe vợ nói vậy cũng chẳng dám hỏi gì thêm ông ngồi bó gối nhìn ra khoảng sân trước mặt bà chín chép miệng nó có thế này thì không biết có lên người được hay không chứ tôi lo quá ông ạ nhà được có mỗi một con mà cứ thế này thì tôi biết sống sao. Nói đến đây nước mắt của bà đã bắt đầu chảy dài. Ông Chiến thấy vợ như thế thì tiến đến vỗ vỗ vai bà. Còn nước là còn tát. Nó mới học có lớp 5, chắc vẫn còn uốn nắn được. Bà đừng có lo lắng. Bà Chiến lau nước mắt. Trong đầu bà không ngừng nghĩ cách để uốn nắn lại cái thằng con trai. Đánh mắng hay khuyên nhủ, bà cũng đã thử qua, thế nhưng đều không có tác dụng. Thằng Hưng là cái thằng bướng bỉnh nó lại được ông bà chiều từ nhỏ Cho nên chẳng sợ ai Bỗng ông chín vỗ tay đánh đép bảo Học thầy không tày học bạn Mình với cô nói nó không nghe Nhưng mà bạn bè nói Đôi khi nó lại nghe đấy bà ạ à. Ông nói thế là sao tôi không hiểu Tôi bảo thế này Giờ ấy bà qua nhà con Hân hàng xóm nhà mình ấy Con bé ấy học cùng lớp với thằng Hưng nhà mình Con bé thì nó chăm ngoan có tiếng rồi Bà qua nhờ nó kèm cặp thằng Hưng giúp mình Tôi nghĩ chỉ còn cách đó thôi bà ạ à. Bà Chín nghe vậy thì cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng mà còn nước còn tát. Nhớ đầu con bé ấy nói thằng Hưng nó lại nghe thì sao? Nghĩ thế cho nên bà đứng phát dậy bảo. Thế để tôi qua nói với con bé một câu xem thế nào. Ừ, bà đi đi kẻo tối. Hôm đó Hân đang lụi cụi nhóm bếp hâm lại đồ ăn. Để lát ăn cơm thì bà Chín sang. Bà gọi từ ngoài cổng. Hân ơi, cái Hân có nhà không? Hân vội chạy ra. Bác Chín ạ, à, bố mẹ cháu chưa có về thấy hân bà chiếm mừng rỡ kéo nó vào góc sân rồi ngồi tỉ tê nhờ vả bà nói bằng cái giọng buồn buồn thằng hưng nhà bác dạo này học hành trả ra sao con ạ à. hân cúi đầu không dám đáp chẳng nhẽ lại bảo con bác vừa hư lại còn lười học tuần bảy bữa thì trốn học mất ba bữa hay sao bà chín chép miệng cháu không phải giấu cho nó cô giáo mới tới gặp bác rồi hôm nay bác sang đây cũng là có chuyện nhờ con không biết con có đồng ý hay không Hân nhìn bà Chiến rồi hỏi Bác nhờ chuyện gì ạ? À? Thì chuyện thằng Hưng Giờ hai bác nói nó có nghe nữa đâu Đành nhờ cháu khuyên nhủ nó Rồi trông chừng nó đi học giúp bác Hôm nào mà nó trốn học Thì nói với bác một câu Có được không? Hân im lặng không nói Nó nhìn khuôn mặt khắc khổ của bà Chiến Lại nghĩ đến sự đáng ghét của Hưng Ở trường Hưng lầm lì ít nói Mỗi lần Hân giao việc để làm trực nhật Hưng đều không làm Báo hại Hân phải làm thay bà chín thấy hân không đáp thì thở dài giờ bác cũng chẳng nhờ được ai chỉ mong con ý hàng xóm láng giềng để mắt nó cho bác nhà bác cũng được có mỗi một muộn con hân nghe vậy thì thấy thương bà chín quá nó đành đồng ý vậy là kể từ hôm đó mỗi sáng hân sẽ đứng trước cổng mà réo hưng ơi đi học nhanh không trễ giờ mấy ngày đầu thằng hưng thấy khó chịu lắm nhưng mà ông chín đã nói với nó mày mà để con hân nói gì với tao thì cho mày nghỉ học ở nhà khuân gạch biết bố không nói đùa cho nên nó đành phải nghe lời giết thành quen không quen luôn tiếng lải nhải của hân mỗi buổi sáng vừa đi con hân sẽ vừa hỏi làm bài tập xong hết chưa Này có bài kiểm tra xử đó đã học thuộc chưa nếu hương mà lờ đi thì nó sẽ hét lên tôi hỏi mà không trả lời hả có tin tôi mách bắt chín không hương thấy sao mà phiền quá chẳng còn những buổi trốn học đi hái me hái nhãn đổi lấy tiền đi chơi game nữa nó thấy ngứa ngáy tay chân quá đối với cái miệng của hân nó cũng chẳng dám ho he nửa lời con gái gì đâu mà kể cục chẳng nhẹ nhàng dịu dàng như cái thắm cái hoa trong lớp còn hân á nó khác hoàn toàn chưa thấy nó đâu đã nghe thấy cái giọng lanh lành mắt nó quét ngang quét dọc khiến cho hưng dùng hết cả mình nhưng mà thôi cũng nhờ có hân nên lực học của hưng tiến bộ hẳn cả hai cứ như hình với bóng thế là từ đó hai người thân nhau hơn rồi hẹn hò yêu nhau như những cặp đôi khác thế nhưng khổ nỗi ngay cả nụ hôn đầu tiên thánh thiện của tình yêu hân cũng không để cho lão chủ động mà cô ta lại kéo lão hôn trước ngay gốc cây ổi đầu ngõ hưng lẩm bẩm chả giống con gái tẹo nào đằng ấy trả cho tôi thể hiện một tí nào vậy hả hân cười khì khì thế đằng ấy càng sướng chứ sao cứ để tôi lo tắt hưng cứ ngoan là được thế này không đồng ý cũng không được ấy chứ mắc mớ gì mà không đồng ý hưng nhìn cái mặt cong cớn của hân mà thấy cũng rung rinh lắm tự nhiên thấy cũng dễ thương cái tình yêu vụng dài ấy thế mà cũng bền. Hai đứa cứ díu dít như đôi chim câu từ năm lớp 9 đến tận lúc lớn khi nào không biết. Cuối cùng Lão Hưng và cô Hân cũng nên vợ lên chồng. Vợ chồng Lão hợp nhau ở chỗ không có đầu óc rồi mài kinh sử. Cho nên sau khi Hưng thuận lợi học hết lớp 9 rồi xin vào học ở trường nghề. Còn Hân học hết lớp 12 thì cũng nghỉ về mở một cái tiệm may. Cũng thầu thêm mấy xào ruộng để có tóc lúa. Ngay cả hai lên vợ nên chồng, vợ chồng ông Chín mừng lắm Bà Chín nhìn con trai rồi lại nhìn con dâu mà chấm nước mắt. Bà chỉ mong chúng nó yêu thương đùm bọc lấy nhau. Ông Chín đứng cạnh bên thấy vợ như vậy thì lào bào. Ơ hai cái bà này, ngày vui của con mà cứ khóc lóc, buồn cười thật đấy. Thì tôi mừng cho chúng nó, tôi mới khóc chứ có gì đâu mà ông nói tôi. Mừng mà lại khóc, dở hơi. Đấy, thằng con trời đánh của bà, hôm nay cũng lấy được vợ, chồng bảnh trệ thế cơ mà. Đúng là chỉ có hân mới chị được lão hưng từ ngày lấy vợ về, lão ngoan ngoãn, trí thú làm ăn lắm. Sau mấy năm vất vả, cả hai cũng dựng được ngôi nhà ngói ba gian cạnh nhà ông bà nội. Cũng có với nhau được hai mụn con gái. Đứa đầu năm nay cũng đã được 12 tuổi, đứa nhỏ hơn thì 7 tuổi. Cả hai đứa đều ngoan ngoãn và chăm chỉ. Thế nhưng lão Hương vẫn buồn lòng lắm. Dù gì cũng phải có thằng con trai để nối dõi tông đường. Đặng còn hương khói sau này chứ. Thế nên lão gạ gẫm vợ. Hay là mình đẻ thêm đứa nữa, cố cho được thằng cu Nghe đến đây Hân gạt phát đi Cô cái gì mà cô Nhà bốn miệng ăn nuôi còn không xong Đẻ nữa thì lấy cái gì mà ăn Mắc gì không có gì ăn Bà làm như nghèo đói lắm Cùng lắm thì tôi nhận thêm việc để làm chứ có gì khó Ôi giời ông nói thì hay lắm Thế đưa tiền để đóng tiền học cho cái lớn nào Cô đó hỏi mấy hôm nay rồi đấy Nghe vợ nói vậy lão Hưng chỉ biết im lặng Lão hốt tảng lở đi rồi quay vào tường ngáy khò khò Ước mong có thằng cô cứ thế mà tắt ngấm Hưng thì làm trong xưởng hàn xì vì có tay nghề cho nên lương lậu cũng khá. Thế nhưng nhà có bốn cái miệng ăn, lại thêm ông Chín và bà Chín, mẹ của Hưng cũng già cả rồi, cần vợ chồng lão chăm sóc, cho nên cũng chẳng dư giả là bao. Sáng nay Hưng được nghỉ, lão ngồi ở bộ bàn ghế, cây dưới cây hòe trước sân, cạnh hàng rào, nhâm nhi ly trà đặc, suy nghĩ về sự đời. Hân dắt cái xe đạp cũ ra cổng, nói vọng vào. Ở nhà ấy thì cơm nước hộ tôi, lát cho mấy đứa về để nó ăn nó còn đi học nay bà ngoại ốm chạy ra chợ bắt con gà qua lấu cho bà bát cháo rồi bà cứ đi đi hân nhìn chồng một cái rồi leo lên xe đi bắt ngồi một lúc bỗng hưng nghe giọng ý ới đằng sau hàng rào chú hưng nay không đi làm hở thì ra là lão đạt hàng xóm hưng cười không nay em nghỉ ở nhà cơm nước bác ạ chà còn lâu mới tới giờ cơm chú sang đây anh em mình nói chuyện cho vui thế bác đợi em một chút em mang đĩa lạc qua anh em mình nhâm nhi Lão Đạt lớn hơn hơn một tuổi, trong khi não hai đứa con gái, đứa lớn đã 12 tuổi, thì con trai lão hàng 66 tuổi. Chả là vì ngoài 30 bên ấy mới lấy vợ. Lấy vợ muộn, lão ấy lại may mắn hơn, để ngay được đứa con trai khó khỉnh, bụ bẫm, nhìn sướng cả mắt. Cô vợ trẻ măng, mượt mà nữa chứ. Mà không phải mỗi mình hưng cảm thấy ghen tị với lão Đạt, nhìn vợ lão Đạt khối ông trong làng phải ao ước. Cô Mai vợ lão Đạt mới 28 tuổi, lại chỉ mới sinh một đứa người ta chả kháo nhau, gái một con trông mòn con mắt đó sao? Cô Mai ba vòng nảy nở, làn da trắng ngần, môi lúc nào cũng đỏ như son, mắt thì lúng liếng. Mỗi lần cô cất giọng, đôi mắt lại long lanh như có nước, giọng của cô thì ngọt hơn cả đường. Hưng nhìn cô Mai lại nghĩ đến vợ mình rồi lại chán. Vợ Hưng thì làn da đen sạm, mắt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn chẳng chịt, mái tóc khô cứng như dễ che. Đã thấy cái giọng lanh lành và chua ngoét, chẳng bao giờ lẫn đi đâu được. Mấy bộ quần áo sờn vải có chỗ bung cả chỉ mà Hân vẫn mặc thật mang tiếng là thợ may. Có đôi lần Hưng bảo vợ, sao bà không tút tát lại tí cho bằng người ta, tôi thấy vợ đẹp cũng hãnh diện lên bao nhiêu. Hân nghe chồng nói thế thì chống tay vào mạng sườn mà quát. Ông khỏe mạnh được mãi à? Lúc ốm đau, con cái học hành, lấy xương sườn ông mà bán hả? À? Biết vợ cái gì cũng tiếc của, chả dám ăn ngon mặc đẹp, cho nên Hưng cũng chẳng dám nhắc lại lần hai thấy vợ dễ như đỉa phải vôi, lão im lặng cho nhẹ tội. Lần ấy hai vợ chồng được mời đi đám cưới thằng cu, con nhà ông Nam ở đầu xóm. Hưng mặc cái áo sơ mi mới mua hôm Tết, chồng cũng ra dáng lắm. Ấy thế mà vợ của lão là Hân lại mặc cái váy cũ rích, màu mỡ gà, điểm thêm mấy bông hoa to đùng, đỏ chét, trông rõ là quê mùa. Hân ngắm mình trước gương rồi hỏi chồng, anh thấy cái váy này đẹp không? Trông hợp với dáng em nhỉ? Hưng nhìn cái váy có mấy cái viền đăng ten đã bắt đầu ngả sang màu cháo lòng mà không né nổi tiếng thở dài lão thấy xấu thế nhưng mà lão dám chê trước mặt vợ cho nên chỉ dám lặn ra một nụ cười méo mó rồi hỏi đẹp nhưng mà mặc cái này hơi nóng đấy em không có cái khác à hân nhìn chồng chớp chớp mắt nóng đâu mà nóng vải này là vải lụa mát lắm đàn ông đúng là chẳng biết gì lão hưng nhìn mái tóc như dễ treo của vợ đang được thả ra và kẹp lại bằng một cái kẹp được đính mấy viên ngọc chai nhựa nhưng cũng rất đau một vài viên rồi, hắng giọng nói. Sao không mua mấy cái kẹp mới mà dùng? Cái này hỏng rồi còn kẹp làm gì? Ơ hay cái ông này, hỏng đâu mà hỏng, vẫn dùng tốt. Ai chú ý đến cái kẹp đâu mà, tiền đâu mà cứ một tí là mua cái mới. Hưng nuốt nước bọt khan, bây giờ lão bảo đau bụng để nằm ở nhà, có bị vợ lão nổi điên nên chửi cho một trận hay không? Hân thấy chồng cứ đứng tần ngần mãi thì dục Thôi đi nhanh kẻo muộn rồi, ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau, mà cứ thế này thì đến nơi có mà còn cái nồi không lão hưng nhìn đôi môi thâm xì lướt lẻ của vợ rồi bột miệng thế không bôi bôi chết chết gì cho tư tán tí à hân nhìn chồng từ bao giờ mà lão lại để ý đến ngoại hình của vợ thế nhỉ chẳng phải trước kia nã một hai bảo yêu con người chứ không yêu ngoại hình hay sao rồi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn này lại cứ hở ra là sao không mặc cái này sao không mặc cái kia nhưng mà nhìn đồng hồ thấy sắp muộn rồi cho nên hân cũng đành chật lưỡi để việc này lại lát về suy xét tiếp cô kéo tay chồng đi nhanh đi son với phấn là chưa có tiền mua kể cũng lạ tiền hưng đi làm về đều đưa hết cho vợ tiền bán thóc cũng vợ cầm hết một tháng hân chỉ đưa cho chồng có mấy chục bạc để mua gói thuốc hay linh tinh gì đấy thế nào mà cứ hở ra là bảo không có tiền ra đến đầu ngõ thì lại gặp ngay vợ chồng lão đạt cũng đang chuẩn bị đi ăn cưới cô mai mặc một cái đầm màu đỏ hai dây ôm sát Ba vòng này nở đến là hốt mắt. Khuôn mặt bình thường đã xinh đẹp, nay còn được tô son điểm phấn lại càng thêm xinh đẹp hơn. Lão Hưng nhìn mà miệng không khép lại được. Cô Mai đi cạnh lão Đạt nhìn như bố con. Lão Đạt đâu có gì hơn Hưng mà lại lấy được cô vợ tuyệt vời như thế. Thấy vợ chồng Hưng, Mai cười. Vợ chồng chú Hưng cô Hân cũng đi ăn cưới ạ? À? Hay là mình đi luôn cho vui ạ? À? Hưng giật mình đã không biết phải từ chối thế nào vì đi với vợ chồng lão Đạt thì mất mặt quá một bên thì như tiên nữ dáng trần, một bên vợ mình thì xù xì như gai mít, người ta lại cười cho, thì Hân đã lên tiếng. Dạ vợ chồng bác cứ đi trước, nhà em còn phải sang ông bà ngoại để nhờ ông bà lát đi đón con út đi học về. Tiếc quá nhỉ, thế thôi vợ chồng em đi trước ạ. À? Hồng định thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe máy của vợ chồng lão đạt khuất sau cái ngõ thì đã nghe tiếng vợ lành lành. Gơm nhìn không chớp mắt nhỉ, vợ đứng cạnh bên mà còn thế cơ đấy. Những lúc không có vợ thì không biết còn thế nào nữa Bà nói cái gì đấy Chứ chả phải ông cứ nhìn hau háo vào cô Mai đấy à Tôi nói cho ông biết nhá Nhìn đẹp đẽ thế thôi Nhưng mà không bằng con này đâu ông vâng đời nhà ai mà đi ăn đám cưới Mà mặc cái váy hở hết cả ngực Lại còn ngắn cũn thế kia Ui giời bà cứ suy bụng ta ra bụng người Mặc kệ người ta Nói xong lão tất tả dắt cái xe máy cũ mềm ra rồi dục Nhanh đi Cứ đứng đó mà lèm bè mãi Quả thật nói không ngoa nhưng mà nhìn vợ hàng xóm, lão thèm giỏ rãi. Đã xinh đẹp, nói năng nhỏ nhẹ lại còn dịu dàng. Đến bữa ăn nghe vợ hàng xóm thánh thót. Anh ơi, dừng tay vào ăn cơm. Còn vợ lão thì gắt như bám tôm. Ông có ăn không thì bảo. Hưng lại lắp góc rửa sơ cái mặt, rồi chạy vào nhà ngồi vào mâm, ngoan ngoãn thế mà nào đã yên. Hân sẽ bắt đầu lải nhải kể tội mấy đứa con, rồi kể tội của lão nữa. Hân vừa sẽ bát cơm, vừa đặt trước mặt Hưng vừa nói. Tôi bảo ông ở nhà không có việc gì, thì sửa lại cái máng xối trên mái đi. Sắp đến mùa mưa rồi, không sửa đi thì sao mà hứng được nước. Đấy, còn cái vòi nước nữa, bảo vặn lại lần thứ bao nhiêu rồi. Nãy con bé ra rửa mặt, nó phun tung tóe lại phải thay đồ ướt hết cả người đấy. Hưng lầm bầm, biết rồi, lát tôi sửa. Sao mà bà nói lắm thế nhỉ? Nói thế mà ông cũng có động vào đâu. Không nói thì cái nhà này thành cái gì nữa. Ăn cơm đi, chiều lo mà sửa cho tôi. Chồng với trả con, trả được nhiều việc gì, Bát thịt kho mặn chát, lão cũng phải gắng mà nuốt vào Chứ chẳng dám ý kiến gì Ý kiến xong Mai lại phải ăn cơm với muối thì khốn Lão đạp mời Hưng qua nhà uống bát nước trẻ Rồi tâm sự tí chuyện đời cho vui vẻ tình làng nghĩa xóm Vừa đến cổng cô Mai cũng từ trong nhà đi ra Thấy Hưng thì cười Chú sang chơi ạ, à? mời chú vào nhà Vâng, chào cô, cô định đi đâu hả? Dạ, em có việc trên thị trấn Chú vào chơi với nhà em Vâng, vâng Chào hỏi xong Mai leo lên chiếc xe máy Honda rồi rồ ga phóng đi. Hưng chép miệng, người đâu mà đẹp quá. Hưng hỏi lão Đạt, vợ đẹp thế mà cứ cho đi một mình, thế không sợ mất hả? Đạt chép miệng, mất là mất thế nào? Vợ anh là hơi bị chuẩn chỉnh đấy. Với lại anh còn phải ở nhà trông thằng Tít. Nhắc đến thằng Tít, Hưng đưa mắt nhìn vào sân. Thằng bé 6 tuổi mập mạp đang chơi với mấy cái ô tô đồ chơi. Thỉnh thoảng nó lại chạy đến chỗ bố xin vài hạt lạc. Hưng nhìn thằng cu rồi chép miệng. Kể như bác sướng thật, Phát đầu tiên đã dính một thằng cô Chứ như nhà em hai con vịt rời Bây giờ bảo cố thêm lần nữa cho được thằng Mà vợ em nó có cho đâu Chán lắm bác ạ à. Cái chuyện có thằng cô nó ám ảnh hơn cũng mới gần đây Khi mà đi đâu gặp Ai cũng sẽ hỏi Đứa út cũng lớn rồi Cô chú định bao giờ để thêm thằng cô Có người còn kéo lão vào một góc Tận tình khuyên nhủ. Nhà chú có mỗi chú là con trai Không có thằng cô là không được đâu Chú nghĩ xem sau này chú chết rồi hương hỏa mấy đời nhà chú thì ai lo Mấy cái con vị rời sau này nó lớn lo lấy chồng hết Nó biết gì nhà mình nữa đâu Những cái lúc như thế lão hưng cũng chỉ biết cười cười Rồi bảo cũng sắp đẻ cho qua Chưa thực tâm lão cũng lo lắm Nói đâu xa Hôm Tết vừa rồi lão đi ăn đám họ Đang cười nói vui vẻ định ngồi vào mâm Thì ông hỏa đã nói Mâm này ai đẻ được con trai thì mới ngồi đây nhá Không đẻ được con trai Thì xuống mấy mâm dưới mà ngồi Nghe vậy Hưng lập tức đem mặt lão Nguyễn răng trèo trèo, ông hòa đẻ một lèo hai thằng con trai nên lúc nào cũng ra oai với hưng ông ăn không ngồi rồi suốt ngày say khướt để hai thằng con trai cho vợ một tay gánh vác nhưng mà lúc nào cũng tỏ vẻ hơn người lắm đi ăn cỗ lúc nào cũng đòi sắp cỗ trên ăn là phải ăn đầu tiên hưng ghét lão ta lắm thấy tình hình căng thẳng vài người vội lên tiếng ông hòa lại đói bậy nói bạ rồi hưng ngồi xuống đi cháu ông hòa nhíu mày bậy là bậy thế nào không đẻ được con trai thì chả phải ngồi mâm dưới sao? Nhà bà Chín thế là sắp tuyệt tự đến nơi rồi. Mọi người nhìn nhau ái ngại, ông Hòa thấy không ai nói gì thì lại càng được nước. Tôi nói không đúng sao, đè toàn một lũ vịt rời, lớn là nó bay hết. Lúc đấy thì mới thấy cái cảnh, con gái là con nhà người ta, các cụ nói cấm có sai. Ông nói thế nào ấy chứ? Không có thì sang năm chúng nó đẻ, sao cứ phải nói mãi cái chuyện này thế nhỉ? Nào có con trai thì hãng nói với tôi nhé, còn giờ ấy thì không được ngồi ở đây với tôi đâu Hân tức đến đỏ mặt Nhưng ông Hòa nói đúng chứ có sai đâu Não đúng là chỉ có bảy vịt rồi Càng nghĩ lão càng bực vợ mình Đã bảo dáng thêm thằng cu Mà cứ một hai không chịu Để giờ lão phải nhục nhã thế này đây Hân đang hí hoáy ở dưới bếp làm cỗ Nghe ồn ảo vội chạy lên Thấy chồng mặt mũi đen xì đang đứng cuối gặm ở sân Còn ông Hòa thì đang cao giọng Giảng dạy lão chồng về việc con trai Con gái cho nên hân tức lắm hân sắn tay áo chạy đến đứng trước mặt ông Hòa mà cất cao cái giọng lanh lảnh của mình. Con gái thì làm sao? Con gái mà ngoan ngoãn hiền lành, còn hơn mấy cái thằng con trai báo cha báo mẹ. Ôi dồi ôi, con gái cháu á, có năm nào nó không được đọc tên khen thưởng trên loa của xã. Chứ đâu như hai thằng con trai của bác, nay trộm con gà, mai trộm con vịt, giờ còn nhỏ mà đã như thế. Lớn lên á, không biết có làm ra cái chuyện gì. Mà cháu nói cho bác biết nhá, nhà cháu thích đẻ nữa hay không ấy là việc của nhà cháu cháu đẻ bác có nuôi cho ngày nào hay không mà cứ thích ý kiến thế nhỉ? Hân nói một tăng không chỉ khiến cho ai cũng trợn tròn mắt. Ông Hòa lắp bắp, chỉ mặt cô mà mắng. a à, cái con này láo nhỉ? Chồng mày có không dám nói tao một câu mà mày dám mắng xa xả vào mặt ông thế hả? Hân cong môi, cháu chả dám mắng ai, nhưng mà cái gì đúng thì cháu nói thôi. Gớm, bác suốt ngày vin vào hai cái thằng con trai hư đốn của mình, không thấy ngại à? Ngày nào cũng say với xỉn, vợ thì một tay nuôi hai đứa con, lại nuôi cả chồng vô tích sự. Mày bảo ai vô tích sự Cháu bảo ai thì người đấy tự biết Còn cái mâm này nhá Nhà cháu thèm vào Báo lắm ý mà ngồi với bác Ai cũng thấy Hân nói đúng Nhưng mà nói thẳng ra như thế thì láo quá Thành ra mấy bà phải lôi Hân lại mà bảo Mày kệ ông ấy đi Mày nói thế là mày láo đấy con ạ à. Láo là láo thế nào Thế để ông ấy chửi chồng cháu từ lễ đến giờ là không láo à hưng biết tính vợ Nhưng thì cô đứng cãi tay đôi với các bậc trưởng bối trong họ Thì lão cũng thấy xấu hổ lắm Đang không biết phải làm sao thì hắn đã xèo tay chồng sành sạch rồi bảo Về, chắc báu lắm mấy cái miếng ăn đấy Về đến nhà Hương nhìn vợ đang mặt mũi đỏ ao bảo Đấy tôi đã bảo bà dáng thêm thẳng cô Mà bà cứ không nghe cơ Giờ đi đâu người ta cũng nói tôi thế đấy Vừa lòng bà chưa Ờ hai cái ông này Muốn đẻ là đẻ được hay sao Đẻ ra không nuôi được nó tử tế Thì đẻ làm gì, làm khổ nó à Việc mình thì mình sống Chứ mắc gì cứ phải để tâm đến người ta nói gì Thấy nói như thế nào cũng không thuyết phục được vợ cho nên lão hưng buồn lắm lão lôi chai rượu ra định làm mấy chén giải sầu thì hân đã giật lấy nay còn học ông hòa rượu với trẻ phải không thế là lão đành hậm hực trèo lên giường nằm kể từ hôm ấy vợ chồng lão chiến tranh lạnh lão mặt nặng mày nhẹ không nói với vợ câu nào định lúc nào vợ chịu đẻ thêm đứa nữa mới thôi từ ngày hôm đó vợ nói gì hưng cũng chẳng để vào tai cứ đi làm về là tóc sang nhà lão đạt ngồi đến tối mịt mới về đến lúc con bé nhỏ chạy qua gọi Bố ơi, về ăn cơm. Lão mới lẻ nhè bảo. Đúng là bọn vịt rời, phiền phức quá. Cứ như thế, việc trong nhà Hưng chẳng thèm động tay. Hân có nói thì Hưng cũng chỉ phớt lờ. Khi nào vợ nói nhiều quá, thì lão chẳng thèm ăn cơm, mà chạy ra đầu ngõ làm bát phở nhiều rau là xong. Thế lại cả ngon. Ăn cơm nhiều cũng ngán, lâu lâu đổi bữa cũng chẳng có gì mà thiệt. Biết chồng là mình làm mày chuyện đẻ thêm đứa nữa, cho nên Hân không nói gì nữa, mà kệ Hưng muốn làm gì thì làm. Lão Đạt nhìn Hưng chồng ngâm một lúc rồi bảo Kể ra là do bác hiền đấy Chứ cứ như con vợ tôi Tôi nói một là nó đâu dám cãi hai Đấy bác nhìn xem Lúc nào cũng một anh hai anh Ngọt ngào tình cảm Giờ tôi bảo đẻ thêm cho tôi tám đứa nữa Nó cũng chẳng dám đẻ bảy đứa Hưng gật gù Bác là sướng nhất rồi đấy Bác phải dạy cho nó dần dần đi Tôi thấy thế là không được đâu Ai đời vợ mà mắng chồng chen chèm thế Lần đầu thấy đấy Vâng em cũng nghĩ thế Chứ bác xem nó có xem lời chồng nói ra gì đâu Bác phải căng vào chứ Cứ thế Hưng cứ so sánh vợ mình với vợ người ta Mà thở dài thườn thượt Nhưng mà kể ra vợ lão đạt cũng gọi là chiều chồng Chứ không phải là không đâu Vợ lão cứ dăm 7 ngày Là lại làm cho lão vải món Gọi anh em tới làm đôi cút rượu Hôm nào vợ gã hàng xóm mua tí mỡ màng Và chút cay cay về Gọi Hưng qua chén tạc chén thù Ngồi quá giờ cơm tối một tí Là vợ lão là oai oái Ông có về hay không hay là ngủ ở ngoài đây? Còn vợ hàng xóm là Mai thì lại tâm lý, khuyến khích chồng. Nam vô tiểu như kỷ vô phong. Cho nên lão đạt hàng xóm cứ nhâm nhi vô chín. Còn lão thì phải về, chứ không mụ vợ cửa đóng then cài, có mà đêm nay ngủ khách sạn ngàn sao. Nhà Hưng và nhà hàng xóm cách nhau cái rào dâm bột nở hoa đỏ rực, lá xanh rờn. Anh hàng xóm chăm bón, tỉa tóc kỹ càng lắm. Rào hoa ấy hàng xóm chồng tặng vợ vì cô vợ trẻ thích hoa dâm bụt Còn vợ lão Hưng thì chả biết thích hoa gì mà lão cũng chả dám tặng hoa cho vợ. Bây giờ mà lão tặng hoa cho cô ta, không khéo lại bị nghi ngờ làm cái gì có lỗi, chả dạy gì mà rước họa vào thân. Lão còn nhớ có lần ấy, vợ lão đi chợ về muộn, ngóng mãi ra đầu ngõ. Trời tối, nhà ai cũng lên đèn, lão lo cho vợ, nhưng mà vừa thấy lão, cái giọng lanh lành của hân đã cất lên một chàng. Ông làm cái gì mà phải canh chừng tôi thế? Lão nói, tôi thấy mình chưa về, lo quá. Những tưởng vợ sẽ ôm trầm lấy mình bà nũng liệu, thì hắn đã lừa một cái sắc như dao cạo. À, nghĩ cho con nào rồi lấy con này làm bình phong hả? Nghĩ lại chuyện cũ, lão tự nhủ. Thôi thôi, chả hoa hòe, chả bay bướm, văn vẻ gì cho lành. Cứ mỗi lần nghe lão đạt nhà bên kể về người vợ trẻ xinh đẹp dịu dàng, giỏi giang của mình, mà lòng lão hưng như có ai châm kim, vào tê tái, thế mình kiếp trước vụ tô Hôm ấy Hương lại làm đôi chén rượu bên nhà lão đạt về. Hôm nay cô Mai mua được mớ ếch đồng. Hai anh em ngồi với nhau say khướt, mãi đến nửa đêm lão mới lảo đảo đi về. Thấy cửa đã cài thêm mở không được, sẵn đã có men trong người, lại thêm dạo gần đây bực vợ chuyện con cái. Cho nên lão vừa lấy cái chải nhựa dựng ở trong góc sân, lệnh thùng thục vào cái cửa gỗ rồi gào. Mở cửa cho ông, mấy con vịt rời đâu hết rồi. Hân đang ôm hai đứa con ngủ, nghe tiếng vội bật dậy, cô vẫn vội mái tóc rối bù rồi chạy ra mở cửa. Bình thường chồng cô, lão Hưng chẳng bao giờ dám đi quá 10 giờ tối, mà hôm nay đi đến tận nửa đêm mới về, lại còn đập cửa âm âm. Hân mở cửa chống lạnh nhìn chồng, đang say khướt nồng nặc mùi rượu rồi hỏi, ông đi đâu giờ mới về? Hưng nhìn vợ, càng nhìn càng thấy sao mà xấu xí, sao mà cọc cằn đến thế. Lão chết miệng, đi đâu kệ tôi, không để cho tôi thẳng cô thì đừng có mà lên mặt ở đây nhá. Ông lại đi đâu, nghe người ta nói linh tinh, rồi về mà mắng vợ phải không chồng với trẻ con càng ngày càng đổ đốn cô nói ai đổ đốn hưng ném cái chày vào bàn uống nước khiến cho ấm chén trên bàn rơi xuống đất vỡ loảng xoảng hân há hốc miệng ngạc nhiên cô cảm thấy tức giận vô cùng hưng ấy thế mà dám đập phá đồ đạc hân rít lên ông làm cái gì thế làm cái gì thì kệ tôi nhà của tôi tôi thích phá cái gì thì ai dám cản vợ với con hở tí là mắng chồng xa xa á à này lại còn nhà ông nhà tôi phải không? Ông muốn con trai thì đi mà kiếm con khác nó đẻ con trai cho mà nuôi. Con này không đẻ được nữa, tỷ số nhá. Mẹ mày, nói chuyện với chồng thế hả? Mày xem vợ hàng xóm xem có bao giờ dám mắng chồng không mà mày láo thế. Ta bảo đẻ là phải đẻ, cấm có cãi. Ông sang bên đấy cho lắm vào, rồi giờ về chửi tôi phải không? Thấy vợ người ta đẹp hơn, ngon hơn con này chứ gì? Được rồi, tôi đi cho ông kiếm con khác đẹp hơn mà về hầu hạ lửa giận bốc lên nguồn ngột, ngột, Hân chạy vào trong nhà, nhét hết quần áo vào túi rồi chạy ngược trở ra. Đấy, nhà của ông đấy, tôi về nhà mẹ tôi. Tiếng bố mẹ cãi nhau làm cho hai đứa con gái cũng phải giật mình tỉnh giấc. Thấy mẹ xách túi bỏ đi, chúng òa khóc, hồng quát lớn. Im mồm hết đi, cái lũ vì giờ này đau đầu quá. Cút theo mẹ chúng mày hết đi. Hân thấy hai đứa con gái mà đứt cả ruột, cô chạy tới bế đứa nhỏ rồi kéo tay đứa lớn. Đi, mẹ con mình về nhà bà ngoại. Ba mẹ con rất xíu nhau đi trong đêm tối mịt, tiếng hai đứa trẻ khóc văng vẳng đến tận cuối xóm. Hưng trong quân say lẩm vật ra lề nhà mà ngủ. Sáng sớm khi mặt trời đã lên cao Hưng mới ngủ dậy, cả người đau ê ẩm. Lúc này lão mới hoảng hốt khi thấy nhà cửa tan hoang, ấm chén vỡ văng khắp nhà, còn vợ con thì không thấy đâu. Ngồi bàn thầm một lúc thì lão mới nhớ ra chuyện hồi tối. Thế là vợ con lão đã ôm đồ về nhà ngoại hết. Căn nhà sáng nào cũng ồn ào tiếng vợ giúp các con ăn sáng nhanh còn đi học rồi lại dục chồng dậy đánh răng rửa mặt để còn đi làm mà sau này im ắng lạ thường chỉ còn tiếng mấy con gà kêu cục tác ngoài sân hưng cứ ngủ thử ra như thế hồi lâu rồi lão mới ngồi dậy đánh răng rửa mặt qua loa rồi đi làm không ăn sáng cho nên não đói lử đến chiều lão lại về nhà căn nhà tối om chẳng có tiếng người hưng chép miệng vẫn chưa chịu về cơ à não làm dài ra cái giường nhìn chân chân lên trần nhà lúc này lão bỗng thấy nhớ vợ con quá là một lúc lại đạp xe ra đầu ngõ mua bát phở Lão cười Còn vợ không ở nhà thì ngày nào mình cũng được ăn phở Cảng khoái Đang ăn thì Hưng nghe mấy bà bàn bên xì xào với nhau Một bà bảo Các bà đã nghe chuyện gì chưa Chuyện con Mai vợ thằng Đạt ấy Nghe nhắc đến cô Mai vợ lão Đạt Và tay Hưng tự động giọng lên Một bà tiếp lời Có chuyện gì đấy Ơ ờ, thế bà không biết à Nghe nói nó đã cặp bồ với một thằng trai trẻ trên huyện đấy Thật không? nhìn con bé đó tôi cũng đã thấy không phải là cái loại đàng hoàng gì rồi ai đời có chồng có con rồi mà lúc nào cũng áo hai dây ngắn cũn cỡn mấy cái váy ngắn đến mức ngồi xuống là lòi hết cả mông ra ngoài nhìn mà trướng cả mắt thì đấy con bé hoa nhà tôi nó làm ở trên huyện hôm bữa nó về bảo thấy con mai đi với cái thằng nào mà ôm eo cười nói rõ là tình cảm cứ ham gái trẻ cho lắm vào về nó cắm cho gặp sừng khi nào mà không biết người ấy thì yêu thương gì nó lấy về để nó bảo hết tiền hết của Rồi nó cũng đi Một bà ngay đến đây thì chết miệng Nghĩ mà tội thằng Đạt Bị vợ nó làm cho mờ mắt Ăn rồi làm như trâu để cung phụng nó Ai đời vợ ngày nào cũng đi đến nửa đêm mới về Mà không nói một câu Ngày đến đây Hưng cũng thấy đúng Cô Mai đúng là ngày nào cũng đi đến đêm mới về Có lần lão thắc mắc với lão Đạt Thì lão gạt phát đi bảo Ôi giời phụ nữ phải cho đi thoải mái tí Thì mới trẻ chung được chứ không đi chăm sóc da, không đi làm móng thì sao mà đẹp mãi được chú cứ nhốt mãi ở nhà thì hoa gì cũng héo thôi lúc nghe Đạo đạt nói vậy hưng đã gật gù như chống bỏi ngẫm đến vợ mình ăn rồi chẳng bao giờ đi làm đẹp hẹn gì mà nhan sắc lại nhanh tàn phai như vậy hôm đó lão đã chạy về bảo với vợ là phải đi lên trên huyện làm đẹp ngay nhưng hân đã gạt phát đi và mắng xa xả vào mặt lão tiền không có mà ăn lo mà đi đâu đẹp có mài ra mà ăn được không đẹp có lộp học phí cho con được không? Vớ vẩn là giỏi. Lão Hưng nghĩ đến đấy, thì vội ăn nhanh bát phở rồi phóng về nhà Lão Đạt. Thấy Lão Đạt đang cặm cụi nấu cơm trong bếp, thì Hưng hắng giọng Bác Đạt ơi, bác Đạt! Lão Đạt nghe tiếng thì là tật chạy ra. Sao thế chú Hưng? Cô Mai đâu rồi bác? Nhà tôi đi có việc từ sáng chưa về. Hưng nhìn quanh không thấy ai thì mới ghé miệng thì thầm chuyện vừa nghe được ở quán phở cho Lão Đạt. Lão Đạt nghe xong chỉ cười. Ôi trời, Nghe gì mấy cái miệng con mụ ấy Vợ tôi đẹp cho nên mấy mụ ấy ghen tị thế đấy Tôi nghe nhiều người cũng quen rồi Thế ba không thấy khó chịu à Lỡ thật thì sao Lão Đạt bỗng nghiêm mặt nói Thật là thật thế nào Vợ tôi thì tôi phải biết chứ Ngày Lão Đạt chắc chắn như thế Thì Hưng cũng đành xin phép đi về Nhìn căn nhà trống trải Lão chép miệng Việc nhà mình còn chưa đâu vào đâu Cô đi lo việc nhà người ta Có lẽ Lão phải qua đón vợ con về thôi Chứ như thế này sao mà sống nổi Ăn phở nhiều lão cũng chán Lão nhớ mấy cái món ăn mặn chát Nhưng mà lắm hổi của vợ Nhớ tiếng vợ cằn nhằn mỗi bữa Nhớ tiếng hai đứa con léo nhéo tranh nhau miếng cá miếng thịt Thôi thì con cái là của trời cho Lộc ai người lấy hưởng Hừng bỗng nhớ đến chuyện cách đây 7 năm Hồi đó Hân chuẩn bị sinh con bé út Con bé siêu âm được 3 cân 8 Cho nên ai cũng trộm vía lắm Thế nhưng bác sĩ bảo sức khỏe của Hân yếu Con lại to cho nên quá trình sinh nở sẽ hơi nguy hiểm Thế là Hân đồng ý đẻ mổ ngày hân sinh hưng như ngồi trên đống lửa con gái út thuận lợi chào đời nhưng mẹ nó là hân thì bị mất máu nhiều sức khỏe yếu cho nên phải truyền máu khẩn cấp lúc nghe bác sĩ báo tin mà hưng như rụng rời chân tay may sao hân qua khỏi nhìn vợ nhợt nhạt trên giường bệnh mà hưng thấy thương chảy cả nước mắt lão nắm tay vợ mà bảo đẻ thế thôi không đẻ nữa lão sợ vợ sẽ không ở với lão nữa sợ sẽ không được nghe tiếng vợ chửi mỗi ngày lão hứa khi nào vợ muốn thì mới đẻ còn không thì không đẻ nữa Hai đứa là nhiều rồi Ấy thế mà mới chỉ được mấy năm Nghe người ta rèm pha Mà lão một hai về nhà bắt vợ phải đẻ cho được thằng cu Vợ không chịu thì đập phá Lão thấy mình tệ quá Chắc vợ lão phải thất vọng rất nhiều khi có người chồng như lão Người chồng thất hứa như lão Thật chẳng đáng mật đàn ông Vợ lão đã phải chịu đựng đau đớn đi vào cửa tử Để sinh cho lão hai cô con gái ngoan ngoãn xinh xắn Mà lão lại chẳng biết đủ chỉ biết nhìn vào cái sĩ diện hão của mình mà làm khổ vợ con. Nghĩ vậy Hưng vùng dậy mặc vội cái áo rồi đạp xe qua nhà bà ngoại. Cũng đã được hai hôm, từ ngày Hân dẫn hai đứa con về nhà mẹ đẻ. Nói là giận chồng nhưng thi thoảng cô vẫn ngó ra cổng ngóng xem chồng có qua đón cô hay không. Mặc cho mẹ khuyên bảo cô vẫn gạt phát đi. Bà cụ biết tính con gái cho nên hôm nay nhân lúc các cháu đi học hết bà mới gọi cô tới thủ thỉ. Hân này, Mẹ biết vợ chồng thì sẽ có lúc cơm không lành, canh không ngọt, nhưng mà mình là phụ nữ phải biết một điều nhịn chín điều lành con ạ. À. Chồng nó sai thì mình nhẹ nhàng khuyên giải. Hân cao mày, mẹ cứ bên con rể mà không bên con là sao? Ông ấy đuổi mẹ con con đi thì con đi cho ông ấy biết ai cần ai. Bà cụ nhìn đứa con gái rồi bảo, thằng Hưng tính nó xưa nay có thế đâu, chắc nó buồn bực chuyện gì đó cho nên mới thế. Vợ chồng thì có gì phải từ từ mà khuyên bảo nhau chứ? Vâng con biết rồi mẹ cứ kệ con đi Nói xong Hân đứng dậy đi xuống bếp nhóm củi bắt nổi khoai Xong xuôi thì gọi với lên Bà trông nổi khoai cho con nhé Chiều con ăn bữa xế Con ra tiệm may cho xong đồ của khách Ừ thì cứ đi đi Hân tất cả chạy ra mở cửa tiệm để may cho xong bộ đồ Mà cô út đặt Đến nơi đã thấy út đợi sắn Em chờ chị mãi Sau đây mở tiệm muộn thế chị Hân vừa tra chìa vào ổ khóa vừa bảo Cho bọn nhỏ ăn uống Đi học xong mới ra đây được này con út nó ho cho lên biếng ăn Út nhìn Hân một lượt rồi bảo Em nghe nói chị về nhà bà ngoại được mấy hôm rồi hả Út ít hơn Hân 3 tuổi Cũng đã có chồng và hai mặt con Cả hai chơi với nhau cũng đã ngót nghét chục năm Cho nên những chuyện như thế này Cũng không lấy làm ngại ngùng khi nhắc đến Hân khẽ gật đầu Út bước vào tiệm ngồi vịt xuống cái ghế gỗ Kê sát tường rồi bảo Chuyện của chị em cũng nghe qua rồi Lão Hưng đúng là quá đáng thật Nhưng mà cũng tại chị cơ Tao làm sao út thở dài chị mới ba mươi mấy mà lom cứ như bốn mấy ý. lão hưng ấy lão uy phơi phới như thế thấy vợ như cái lá úa thế này chả chán ngay chị em mình là lúc nào cũng phải đẹp chị ạ à. hân nhìn cô út đúng là cũng đã quá mấy lần sinh nở thế nhưng trông út vẫn trẻ trung và sành điệu lắm hân chẹp miệng nhưng mà tiền đâu ra mà ăn diện đây xót tiền lắm Ở cái chị này buồn cười thật cứ nhịn ăn nhịn mặc mà trau chuốt cho chồng làm cái gì cho nó đi theo con khác à lão hưng lão khó chịu cũng đúng Nhìn có mai nhà hàng xóm chị đi Mơn mở như thế Về nhìn thấy vợ như thế này Chả chán cũng lạ Phụ nữ mà không thương mình là dại chị ạ à. Hân thấy cũng đúng Đã mấy lần lão Hưng bảo vợ sao không mua đồ mới Sao không làm tóc Chắc là lão cũng muốn vợ đẹp để nở mày lờ mặt với bạn bè Hân soi mình trong gương Thấy cái áo đã bạc phách Còn thùng mấy lỗ Làn da mới hơn ba mươi mấy Mà đã chẳng chịt chân chim Mái tóc khô đét hôn đỏ vì cháy nắng Hân nhờ ánh mắt bối rối của chồng khi đi đám cưới với vợ. Hân khẽ thở dài. Út nhìn Hân chầm chầm rồi bảo. Chị thấy em nói có đúng không? Thôi, giờ chị em mình đi chợ huyện, mua mấy bộ quần áo mới. Vứt hết mấy cái áo cũ đi, nhìn phát khiếp lên được. Hân gật đầu. Hôm đó, Út chở Hân đi ép lại mái tóc khô đét, mua thêm mấy cái váy xinh xinh. Út tấm tắc, như gái 20 luôn ấy. Chuyến này á, lão Hưng có mà chết mê chết mệt. Hân cười thấy mình vui vẻ háo hức đến kỳ lạ. Hai đứa con thấy mẹ về Thì đưa tay vuốt tóc Đối lại mân mê cái váy mới Con chị nhìn mẹ hỏi Mẹ xinh thế, mẹ chuẩn bị đi đám cưới hả mẹ Còn đứa út nó xà vào lòng chị thủ thì Mẹ có váy mới này, đẹp quá Hân ôm hai đứa con vào lòng Trách mình sao bây giờ mới biết chăm sóc bản thân Chiều hôm sau Hân đang nấu cơm thì lão hưng đến Lão tập thỏ trước cổng hồi lâu không dám vào Mãi đến khi con bé út đi học về Thấy bố rồi reo lên A à, bố, bố qua đón con ạ à? hân mới đặt đôi đũa xuống chạy ra hân cúi gặp mặt bế con trên tay bước vào sân hân hỏi em qua làm gì đấy hỏi thế thôi chứ trong lòng hân vui như tết nhìn ông chồng vừa thương vừa bực lão hương lấy nhí tôi sang đón mình với con về cho tôi xin lỗi thấy vợ không nói gì hưng ngẩng đầu lên thì hoảng hốt vợ lão sao mà khác quá xinh quá khiến cho lão không nói lên lời hân cười tủm tỉm thế như thế nào xấu thì để tôi ra bảo họ làm lại lão hưng vội xua tay đẹp đẹp vợ cứ để thế cho tôi thế là cả nhà huề nhau lão hưng xin phép mẹ vợ đón mẹ con hân về buổi tối nằm trên giường hưng thủ thì mình ạ à, mình không muốn đẻ nữa thì thôi hai đứa là được rồi chưa ông không sợ người ta chê cười à hưng quả quyết đứa nào dám chê tôi đấm vỡ mặt chưa không chê vịt rời nữa à Vịt trời á hối thằng mơ còn không được chưa ai dám chê hân cười khì khì rồi ôm lấy chồng gớm được cái miệng Lão hòa lão chửi cho thì im thiên thít Cái lão ấy á Phải vợ mới chị được Thế là lão Hưng lại nghe vợ mắng xa xả mỗi ngày Thế nhưng mà lại nhìn thấy vợ sinh ra Thì chửi cũng dễ nghe hơn hay sao ấy Lão cũng ít sang nhà lão đạt hơn Đi làm về là lại phụ vợ Chuyện nhà cửa bếp núc Để vợ con rảnh tay đi làm đẹp Chiều 30 Tết Lão đang quần đùi lò xo Áo sống tả tơi với lồi bánh trưng Bởi trước khi đi chợ Tết Vợ lão đã dặn dò Ông cẩn thận đôi bánh đấy bánh cháy cả năm hạn đấy Vợ đã dặn đi dặn lại như thế Thì làm sao mà lão dám lơ là Bánh mà cháy Chuyện gì không may xảy ra trong năm Có mà không yên với vợ Nghĩ thế cho nên não chăm bẫm nổi bánh Hết cho củi vào lại lấy củi ra Không phút nào dám lơ là Chợt nghe bên hàng xóm ồn ào Đồ đạc loảng xoảng Lão vội vàng nghền cổ qua hàng rào dâm bột Nhà hàng xóm Trước sân nổi nêu xong bát Bị quăng khắp nơi Một đám người xăm trổ đầy mình Giờ cái sổ đỏ ra Cha con mày cút Con vợ mày cắm sổ đỏ vay tiền theo trai Quá hạn trả lãi Tụi tao lấy nhà lấy đất Có đi hay không để tụi tao còn xin tí huyết của thằng con Nhìn bọn người này dữ tợn Xong chỗ đầy mình Thằng Tít khóc thép Não đạt zoom bần bật Các anh thư thư để bố con em ra riêng Nghe vậy bọn đầu gấu vất mấy bộ quần áo Của hai cha con vào cái túi Ném ra ngõ trợn mắt quát Không riêng hai gì cả Con vợ mày lừa hụi tao Bây giờ tụi tao phải lấy nhà Lấy đất hay là mày giấu nó ở đâu Lão đạt líu cả lưỡi Giấu gì các anh mà tìm được nó Báo cho em với em giết nó Bọn đầu gấu hắt đầu Thôi không nói nhiều Biến đi không có chuyện thì bọn này không chịu trách nhiệm được đâu Lão Đạt vội vàng bế thằng con Nhặt cái túi lên líu díu đi ra ngõ Lão Hưng vội chạy ra gọi Bác Đạt ơi qua nhà em này Nghe tiếng gọi bố con hàng xóm thất thiểu Lê gót qua nhà lão Vừa ngồi xuống ghế lão đang nghiến răng Tào hận Hận cái con đàn bà đốm mặt Hưng chép miệng tỏ vẻ thông cảm hỏi Thế sao lại ra lúc nỗi này Thôi bác cứ ở đây rồi ta tính Thì ra cô hàng xóm xinh tươi ấy Cặp kè ôm ấp trai trẻ từ lâu rồi Mà chồng không biết Hàng xóm đồn cũng chẳng có sai Chỉ trách lão đạt tên vợ quá Những lần cô ta mua mồi nhắm về Chuốc cho chồng say bí tỉ Nằm bẹt không biết trời trăng mây gió gì Là để dẫn trai về nhà Cô ta cũng sạch tiền bạc cầm cả sổ đỏ theo tình trẻ cả tuần nay bố con lão hàng xóm có liên lạc được đâu hai bố con ăn mì tôm bốn bánh cả tuần chả có hạt cơm nào vào bụng vừa lúc đó hắn đi chợ về không cần kể lể vợ lão đã hiểu chuyện an ủi thôi chuyện gì cũng có pháp luật bố con băng cứ ở đây ăn tết với nhà em cho có bạn có bầu ra riêng ta nhờ đến cơ quan chức năng giải quyết thì ra chuyện vợ hàng xóm ngoại tình vợ lão biết từ lâu chỉ có lão là vẫn ngưỡng mộ mơ mà người đàn bà lẳng lơ ấy còn đem so sánh với người vợ tào khang của mình với vợ hàng xóm nữa chứ chưa bao giờ lão thấy vợ đáng yêu đến thế trời ơi gót chân bồn đứt lẻ nhìn thấy thương vô cùng giọng nói cục mịch gắt gỏng lão lại thấy ấm áp gần gũi làn da dám nắng đen sạm lão lại thấy khỏe mạnh đáng yêu lão nhìn vợ tùng tìm cười vợ lão quát ông điên à bạn như thế mà còn cười được đi dặn ngay cho bố con bác ấy cái giường ở gian ngoài đi rồi hân gọi con gái đầu bảo còn múc cho bác với em bát cháo gà Mẹ hầm trong nồi cơm điện ấy Chưa bao giờ lão Hưng Thấy yêu mấy con vịt rời nhà lão Cùng với người vợ hiền của mình đến vậy Lão thầm nghĩ Cần đách gì thằng cu Khi nào hai đứa con gái lớn lấy chồng Thì lão với vợ lão cứ thế mà ở với nhau đến hết đời Lão sẽ chăm sóc vợ Đến khi răng rụng hết thì mới thôi Nồi bánh trưng cũng đã chín Xuân cũng đã về trên mọi đường quê Lão Hưng hí hửng đi ra chợ Mua cho vợ đôi cặp tóc hình con bướm rõ đẹp lão cười khi nghĩ đến vẻ mặt ngại ngùng của vợ chắc cũng không tránh khỏi vài câu mắng vì sót tiền nhưng mà kệ mắng thì mắng nhưng vợ lão vẫn sẽ vui lắm hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay đã mang lại cho các bạn những giá trị nhân văn sâu sắc về tình cảm gia đình cách đối nhân xử thế câu chuyện trong mỗi gia đình là muôn hình muôn vẻ nhưng chúng ta cần đối xử với nhau bằng cả tấm lòng thì cuộc sống sẽ được viên mãn hãy cho chúng tôi biết về câu chuyện của các bạn và ý kiến của quý thính giả về câu chuyện ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào và hẹn gặp lại. Chào và hẹn gặp lại.